Vừa thấy anh trai về, mẹ tôi liền bảo: "Con, An, dậy dọn cơm để cho anh mày còn ăn nữa." "Dạ." "Nam về đấy rồi à con? Vào ăn cơm không đói?" Nam nhìn mâm cơm có đĩa rau và bát thịt rang, anh lầu bầu: "Cơm thế này nuốt sao được, thôi con không ăn đâu." Nam đi vào phòng, mẹ tôi liền chạy theo nịnh nọt: "Thôi mà con trai, mẹ xin lỗi, con ăn tạm đi, mai mẹ mua món khác cho con được không?" Suốt ngày thịt rang thịt luộc nhìn phát ngán, sao mà ăn nổi. "Ừ, mẹ biết rồi, mai mẹ đuổi món, giờ con cứ vào ăn." Tôi thở dài ngao ngán trước kiểu nuông chiều con trai của mẹ. "Chào mọi người, tôi là Bình An, năm nay 18 tuổi, nhưng tôi đã nghỉ học để đi làm phụ với mẹ tôi 3 năm. Nhà tôi nghèo lắm, ngôi nhà đang ở cũng chỉ là nhà cho thuê. Sở dĩ nhà tôi nghèo như vậy là do bố tôi bị tai biến mấy năm nay. Giờ ông khỏe lại nhưng cũng chỉ ở nhà cơm nước. Bố là lao động chính trong gia đình, bố nuôi cả gia đình nên từ khi bố ốm, nhà tôi lao đao. Nhà nghèo nhưng mẹ tôi lại không chịu làm gì cả. Bà làm được đồng nào cũng không đủ để cho bà chơi lô đề. Lại thêm ông anh trai tôi nữa, anh ấy đúng phong cách coi nhà lính tính nhà quan, ăn là phải ăn ngon, mặc là phải mặc đẹp, thế nhưng lại không chịu làm. Học xong lớp 9, mẹ tôi bắt tôi nghỉ học để đi làm cùng mẹ. Trong khi anh trai bỏ học, học dốt nhưng lại không chịu đi làm, suốt ngày lêu lổng theo mấy người bạn xấu, đi cả ngày tối mới về, lại còn chơi lô đề. Vì mẹ tôi cũng chơi lô đề cờ bạc, bà không nói được anh tôi, thế nên càng ngày anh càng hư hỏng. Tôi không buồn vì nhà tôi nghèo, mà tôi buồn khi thấy mẹ tôi và anh trai lười quá. Nhà đã nghèo thế này, nhưng mẹ tôi và anh trai lại luôn sống theo phong cách của những người giàu có. Tôi vừa đi làm về, tới nơi thì mẹ liền giục tôi: "Về rồi thì đi nấu cơm đi." Bố tôi mệt ho khủ khụ trong phòng: "Bà nấu hộ tôi một bữa không được à? Nó vừa làm về, bà đã liền xài nó." "Đấy, ông cứ chiều con thế, bảo sao nó không hư. Con gái lớn không nấu cơm thì sau này đi lấy chồng làm sao?" Tôi hơi mệt nên cãi lại: "Sao anh Nam nằm chơi ở nhà, mẹ không bảo anh ấy nấu cơm? Còn vừa đi làm về, mẹ liền sai con nấu cơm rồi." "Đàn ông con trai, ai lại đi vào bếp? Mày là con gái, việc bếp núc là của mày. Tao nói mày mà cãi lại, tao đập vào mặt mày đấy." "Thế mà những hôm con đi làm thì mẹ đều bắt bố con nấu." "Bố mày khác, thằng Nam khác." "Khác ở chỗ nào?" Bố tôi đi ra cằn nhằn: "Thôi, bố xin con. Đi, hai bố con mình cùng nhau đi nấu cơm." Mẹ tôi lử mắt: "Con với chả cái, cái mẹ thật là mất dạy. Chả biết, thế tao bóp chết mày từ khi mày đẻ ra rồi." "Thế bây giờ ai đi làm kiếm tiền đưa mẹ hàng tháng?" "Tiền mày chỉ đủ nuôi hai bố con mày thôi. Còn tao và con trai tao không cần cái mặt mày lo, hiểu chưa?" Bố tôi thở dài mệt mỏi: "Thôi, con đừng có nói nữa. Nghe lời bố, không nói nữa." Tôi gật đầu cùng bố đi xuống bếp mở tủ lạnh, thấy không có gì cả. "Mẹ không mua thức ăn à?" "À, tao quên. Mày ra đầu ngõ mua đi." "Mẹ đưa tiền đây." "Mày không tạm ứng được à? Ăn vào mồm mà tính toán." "Lương của con mẹ cầm hết rồi, con làm gì có đồng nào đâu mà tạm ứng." "Đây, tiền đây, nhiều chuyện." Tất cả công việc nhà cửa, cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ đều là do tôi và bố tôi làm. Mẹ tôi và anh trai không mó tay vào việc gì cả, cứ như chia hai phe vậy, mà động nói thì lại cãi nhau. Nhiều lúc tôi nghĩ, sao tôi thấy chán quá. Tôi quá thể đã chán cái gia đình này rồi. Nhưng vì tôi thương bố, nên tôi vẫn luôn cố gắng để làm việc kiếm tiền. Vì không có học thức, tôi làm quét dọn trong khách sạn. Công việc này do mẹ tôi nhờ bạn của mẹ xin hộ cho. Tôi làm thay suất của mẹ tôi trước kia. Mẹ tôi làm được nửa tháng, bà không làm nữa. Vì bà nói bà mệt, nên tôi nghỉ học để làm thay bà. Vì làm cho khách sạn lớn nên lương cũng được. Công việc nhẹ nhàng, sạch sẽ. Nói thật, cái phòng vệ sinh ở đây còn sạch và rộng hơn cái nhà của tôi. Tôi thấy làm ở đây cũng tốt, nhưng mấy cô làm cùng cứ bảo tôi còn trẻ nên đi tìm việc khác mà làm, chứ làm tạp vụ thế này thì phí quá. Hôm nay hết giờ làm.
Tôi đi về, không tìm thấy chìa khóa xe đạp điện của tôi đâu cả. An ơi, về thôi. Chết rồi cô ơi, con không thấy chìa khóa xe đâu cả. Trời đất, tìm trong phòng thay đồ chưa? Con tìm mấy lần rồi, nhưng không thấy. Thế ở nhà, có còn cái chìa khóa nào không? Để cô trở về lấy. Không ạ, con có mỗi cái chìa khóa này thôi. Thế phải làm thế nào bây giờ? Giờ cô phải về rồi, không tìm hộ được con. Dạ thôi, cô cứ về đi ạ, con sẽ tìm thêm lúc nữa. Tôi tìm mãi mà không thấy. Trời đã tối rồi mà không có chìa khóa xe. Tôi chợt nhớ. Hay là trong thùng rác nhỉ? Lúc chiều mình có đi vứt rác. Tôi liền chạy ra thùng rác bới và tìm. Thùng rác thì to và rộng. Tôi cắm đầu xuống để bới tìm, không may ngã lộn cổ vào trong. Có ai không? Cứu tôi với. Cứu, cứu tôi với. Tổng giám đốc, chúng ta về thôi. Ừ. Đi ra bãi để xe, nghe tiếng người kêu cứu, anh lái xe bèn hỏi. Hình như có tiếng người kêu cứu, tổng giám đốc có nghe thấy không ạ? Đúng rồi, có tiếng người kêu cứu đấy. Có ai không? Cứu tôi với. Tôi được kéo lên khỏi thùng rác, trên đầu dính đầy rác. Hú hồn, may quá. Cô không sao chứ? Anh lái xe bịt mũi. Thối quá, sao em lại ngã vào đấy? Dạ, em tìm chìa khóa xe điện, không may bị ngã. Cảm ơn anh ạ. Không phải tôi cứu cô đâu, tổng giám đốc cứu cô đấy. Tôi quay lại nhìn anh. Anh tổng giám đốc cao ráo đẹp trai đứng phía sau tôi. Anh nhìn tôi cười. Chào em, anh tên là Thành, chủ khách sạn này. Tôi mắt tròn xoe, nuốt nước bọt ực một cái. Trời ơi, sau 3 năm làm việc ở đây, hôm nay tôi mới được gặp anh Thành tổng giám đốc. Nhìn qua anh ấy đã đẹp trai lắm rồi. Thế mà ở ngoài đời, anh ấy còn đẹp hơn. Tính mê trai của tôi bắt đầu nổi lên. Tôi lắp bắp. Có phải mình đang mơ không nhỉ? Anh Thành mỉm cười, nụ cười làm tan chảy trái tim của tôi. Thật đấy. Tôi tự vả vào mặt của mình một cái rõ đau. Á, đau, đúng là thật rồi. Thành và anh lái xe nhìn tôi rồi phì cười. Sao thế? Sao em nhìn anh chằm chằm thế? Tôi nuốt nước bọt ực một cái rồi nói. Anh nhìn anh đẹp trai quá. Anh có thể cho em cắn một cái được không? Thành chưa kịp nói gì, tôi đã túm lấy tay anh và cho lên mồm cắn một cái. Thành nhảy ngược lên. À, đau quá. Anh tổng giám đốc bị tôi cắn cho một cái vào tay, quá đau. Anh lái xe trố mắt nhìn tôi kinh ngạc. Này, sao cô dám cắn tổng giám đốc hả? Tôi trả lời, mặt tỉnh bơ. Nhìn anh ấy như thế nên em muốn cắn một miếng thôi. Anh làm gì mà căng thế? Cô bị làm sao đấy? Người chứ có phải đồ ăn đâu. Anh tổng giám đốc đau mặt, mặt méo sạch, nhưng vẫn cố nói. Tôi không sao. Nhìn vết răng trên tay anh, tôi gãi đầu ngại ngại. Xin lỗi, em không cố ý. Thành nhìn tôi cười gượng. Không sao, thế em đã tìm được chìa khóa chưa? Dạ chưa ạ. Có cần anh đưa về không? Dạ thôi, để em dắt xe về cũng được. Cảm ơn hai anh. Tôi thò tay vào túi quần thì giật mình. Ơ, sao thế? Em thấy chìa khóa rồi. Nó ở trong túi quần của em mà em không nhớ ra. Đầu óc đúng là chán thật. May quá, không phải dắt bộ nữa rồi. Anh tổng giám đốc đang nhăn nhó cũng phải phỉ cười. Ngồi lên xe, Thành nhìn vết cắn ở tay bèn nhăn nhó. Sao đau thế nhỉ? Con gái có sở thích thật là quái lạ. Anh lái xe gãi đầu. Em cũng thấy khó hiểu anh ạ. Chắc con bé nhìn anh, nó tưởng tượng ra cái đùi gà rán đấy mà. Thành phỉ cười. Con bé còn ít tuổi, sao lại đi làm tạp vụ nhỉ? Vâng, nó làm 3 năm rồi đấy. Lúc nó mới vào, nó nhỏ xíu và đen nhẻm ra. Bây giờ lớn lên cũng xinh đáo để. Thế cậu biết cô bé ấy à? Vâng, ngày nào em cũng chờ anh ở cổng mà. Nên ngày nào em cũng gặp nó. Gớm khổ lắm, nhà nghèo, bố thì bệnh. Nên nó phải nghỉ học từ năm lớp 9 để đi làm đấy. Thế à? Vậy mà bây giờ tôi mới gặp cô bé ấy. Vâng, tại trước nó làm ở bên kia. Đợt này nó mới sang đây làm thay chị Cúc nên anh mới gặp nó đấy. Thành thở dài. Thật là khổ, hết lớp 9 đã phải đi làm kiếm tiền rồi. Bằng tuổi con bé, tôi còn đang mải chơi lắm, có biết gì đâu. Dạ, anh sinh ra đã ngậm thìa vàng thế rồi. Thế mà anh vẫn ngoan ngoãn, chịu khó làm ăn thế này, đúng là hoàn hảo. Tôi về trễ, bố tôi lúi húi nấu nướng dưới bếp. Mẹ tôi thì đang xem tivi, chờ quay lô. Tôi vào bếp. Bố để đó con làm. An về rồi à con?
Dạ, bố lên nhà nghỉ đi ạ. Ờ. Anh trai tôi phóng con xe SH màu đen mới tinh vào sân. Mẹ ơi, mẹ thấy xe của con đẹp không? Wow, đẹp quá con ơi. Cho mẹ mượn đi một vòng xem, có thích không nào? Vâng, mẹ muốn lượn thì cứ lấy xe mà lượn. Bố tôi cau mày. Có tiền, sao không trả cho ông Bình đi? Lúc trưa ông ấy sang hỏi đấy, mua xe làm gì? Mẹ tôi bĩu môi. Kệ ông ta, sau này có rồi trả, vội gì? Cứ mua xe đẹp đi cho nó sướng. Nợ nần không lo trả, mẹ con bà lại cứ thích đua đòi. Đi ra đường người ta cười cho. Nam gắt lên. Bố cứ kệ con, con nợ thì con trả, con có bắt bố trả đâu. Mẹ tôi lườm. Gớm, ông mấy năm nay ở nhà ăn còn không xong, tiền đâu mà trả, con cứ kệ ông đấy đi. Nam xì mặt ra. Thôi, con đi có việc tí đây, lát con về con chở mẹ đi chơi nhá. Ờ, con đi đi, đi cẩn thận. Bố mẹ tôi lại tiếp tục cãi nhau. Mẹ tôi lúc nào cũng bênh con trai chằm chặp như vậy. Tôi thấy mẹ thật là vô lý quá, tôi mới nói. Mẹ cứ như thế, bảo sao đến giờ anh ấy vẫn lồng bông. Anh ấy không đi làm, thế có tiền mua SH mẹ không thắc mắc à? Nhớ anh ấy đi vay thì biết trả làm sao? Cái con kia, mày ghen tị à? Nó mua được xe đẹp, còn mày không mua được nên mày ghen tị với anh mày đúng không? Con thừa sức mua xe đẹp, nhưng tiền của con mẹ tiêu hết rồi, còn gì? Mẹ lúc nào cũng chỉ thiên vị anh ấy thôi. Thế con không phải con của mẹ à? Tao thiên vị đấy thì sao? Vì sau này nó nuôi tao. Còn mày, mày lớn mày đi lấy chồng, về hầu nhà chồng, chứ tao có trông cậy được gì vào mày đâu. Vâng, mẹ cứ chiều hư anh ấy đi, rồi sau này khổ thì đừng có mà than thở với con. Ôi, mày nói làm tao sợ quá. Đi nấu cơm đi, tao đói rồi. Tôi quay mặt bước đi thì mẹ tôi gọi giật lại. Tiền đâu, đưa cho tao. Tôi lấy tiền đưa mẹ. Đây, tiền lương của con đây, mẹ cầm đi. Sao chỉ có 6 triệu, nhưng mày gần 10 triệu cơ mà. Con mua ít đồ rồi. Mẹ tôi trợn mắt quát tôi. Mua sắm ít thôi, nhà nghèo lại còn hoang phí. Tôi thở dài rồi đi xuống bếp. Tôi dúi vào túi áo bố 2 triệu. Bố cầm lấy ít tiền, cần mua gì thì mua. Thôi con giữ lấy mà tiêu, bố ở nhà có tiêu gì đến tiền đâu. Bố cứ cầm lấy, thỉnh thoảng còn mua đồ ăn. Những hôm mẹ đi chơi không mua đồ ăn thì bố đừng ăn mì tôm nữa, ra quán mà ăn. Thế bố cảm ơn con. Vâng, nhưng bố đừng để cho mẹ biết nhé. Ừ, bố biết rồi. Nhìn nụ cười của bố mà những mệt mỏi trong tôi tan biến hết. Thành về nhà, người mẹ kế trẻ măng ở trong nhà chạy ra mở cửa. Thành đã về. Bố tôi đâu? Ông ấy đi Đà Nẵng rồi. Dì về đi, lần sau bố tôi tới thì dì hãy tới. Nhà tôi không phải là nơi dì muốn tới thì tới như vậy. Kìa Thanh, Thanh vẫn giận Loan à? Không giận, chỉ không thích gặp thôi. Dì Loan liền ôm lấy Thành. Thành ơi, Loan nhớ Thành nhiều lắm. Bỏ tôi ra. Loan ôm lấy Thành, cô hôn vào cổ anh. Loan nhớ Thành nhiều lắm, Thành ơi. Thành bực quá, đẩy Loan ngã xuống đất. Biến ra khỏi nhà tôi ngay. Loan bật khóc. Sao Thành phũ phàng thế? Chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà. Tôi không thích qua lại với người trước ngủ với tôi, giờ lại lấy bố tôi. Vậy nên dì đừng như vậy nữa. Dì đã hiểu chưa? Đây là lần cuối tôi nhắc dì. Thành lạnh lùng đi lên phòng. Cô giúp việc ra bảo Loan. Mời bà về cho, tôi đã nói rồi mà bà còn không nghe. Loan mặt xưng xỉa, đồ bội bạc. Thành đi tắm dính nước vào vết cắn ở tay, anh liền nhăn nhó. Xót thật. Tự dưng Thành nhớ lại câu nói. Nhìn anh, em muốn cắn một miếng đi. Thành cười tủm tỉm. 6 giờ sáng, mẹ tôi gọi cửa. Con An dậy chưa? Dậy nếu đồ ăn sáng rồi con đi làm. Tôi ngái ngủ nói. Hôm nay chủ nhật mà mẹ. Mày thật là, hôm nay mới thứ ba thôi. Dậy, dậy không muộn. Thấy anh ăn mặc bảnh bao, vuốt tóc keo cẩn thận, nước hoa thơm phức, anh lái xe ngạc nhiên. Sao hôm nay anh chải chuốt bóng mượt thế? Anh đi hẹn hò à? Hẹn hò cái đầu cậu, tôi đi làm mà, tới khách sạn thôi. Vậy mà em tưởng. Đi qua khu lễ tân, Thành ngó nghiêng nhìn. Anh tìm ai à? Đâu, tôi có tìm ai đâu. Tại em thấy anh cứ đứng ngó nghiêng, nên là em tưởng. Đi thôi, ở đó mà nói tào lao. Thành vừa đi vừa lẩm bẩm. Hôm nay mình ăn mặc đẹp thế này, chẳng thấy cô bé kia đâu. Ngồi trong phòng nghỉ,
Hay là cô ấy không đi làm nhỉ? Mình phải xem sao mới được. Tôi đứng lau cửa kính. Vừa lau, tôi vừa ngáp ngủ, rồi đứng ngủ gật. Thành đi qua thấy tôi, anh lại gần. Ngủ gật trong giờ làm, em muốn nghỉ việc à? Tôi giật bắn cả người. Em xin lỗi, xin tha cho em lần này ạ. Thôi được rồi, tạm tha cho em lần này đấy. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy anh Thành đang đứng nhìn tôi cười. Tổng giám đốc, em xin lỗi, lần sau em không dám tái phạm nữa đâu. Anh đừng đuổi việc em nhé. Ai đuổi đâu mà cô cứ cuống lên. Anh tìm em mãi, hóa ra là em ở đây. Anh tìm em ạ? Thành gãi đầu. À không, anh nói nhầm đấy. Vâng. Thành ăn mặc lịch sự, bảnh bao, mà không thấy An ý ới gì. Anh cứ đứng ở đó. Sao anh còn chưa đi, cứ đứng ở đây làm gì ạ? Ừ, anh đi đây. Thành vừa đi vừa lẩm bẩm. Hôm nay mình không đẹp à? Sao không thấy cô bé khen mình nhỉ? Thành về phòng làm việc thì gặp chú Quang là chú ruột của anh. Con chào chú. Ờ, Thành à. Còn một tiếng nữa mới tới cuộc họp cổ đông. Sao chú tới sớm thế ạ? À, chú tiện đường qua đây luôn. Mà cháu cứ đi làm việc đi, kệ chú. Thế chú ngồi uống nước nhé. Cháu ra ngoài có chút việc. Chú Quang lấy điện thoại ra gọi cho con trai nhưng không được. Thằng chết tiệt, sao giờ này còn chưa về tới nơi chứ? Anh trợ lý cúi đầu nói. Ông bớt giận, chắc cậu ấy đang đi đường thôi. Cuộc họp cổ đông hôm nay mà nó không tới thì nó sẽ tự hủy tư cách tham gia. Tất cả phiếu bầu sẽ nghiêng về thằng Thành hết. Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta sẽ không thể làm gì khi nó không tới. Cậu gọi nó lại cho tôi đi. Vâng, tôi gọi luôn ạ. Gọi điện cho con trai không được, ông Quang vô cùng tức giận. Nói rằng, cậu nhắn tin cho thằng Hải. Nói rằng nếu nó không về, tôi sẽ đóng băng tài khoản, tịch thu xe ô tô của nó. Nhắn nó như vậy. Vâng, thưa ông. Trong khách sạn rượu vang, đồ ăn vương vãi khắp phòng. Trên giường Hải đang nằm giữa hai cô gái nóng bỏng. Anh yêu, bố anh gọi mà anh không nghe à? Kệ ông ấy. Thế lỡ có việc quan trọng thì sao? Bố anh bắt anh về họp ấy mà. Mặc kệ ông ấy. Kìa, có tin nhắn kìa anh. Tin nhắn à? Em đọc xem nào. Nếu cậu chủ không về, ông chủ nói sẽ thu xe, đóng băng tài khoản. Cậu sẽ ra đi trắng tay đấy ạ. Mời cậu về, sắp tới cuộc họp cổ đông rồi. Hải ngồi bật dậy. Thật là... Sao thế ạ? Tránh ra, anh phải về đây. Ơ, về thật à? Ông già anh xưa nay chưa nói sai câu gì. Anh mà không về là ra đường trắng tay luôn đấy. Thôi, các em cầm tiền dưới lượn đi. Dạ, thế anh về, họp xong thì gọi cho em nhé. Cứ biết thế đã. Hải lên con siêu xe màu xanh nước biển, phóng như bay về khách sạn. Bố, thằng hư hỏng, sao bây giờ mày mới về? Người nông nặc mùi rượu. Còn 15 phút nữa mới họp mà. Bố làm gì mà cứ vội vàng thế? Tao làm thế là vì ai? Tao muốn mày lên chức tổng giám đốc của tập đoàn. Tất cả là vì mày, mày có hiểu không? Còn không thích làm đâu. Cứ để cho anh Thành làm, anh ấy giỏi mà. Thế mày cứ tính chơi bời lêu lổng cả đời à? Vâng, bố thiếu gì tiền đâu. Việc gì con phải làm việc cho vất vả. Thế tới lúc tao già tao chết thì thế nào? Tiền của bố trong ngân hàng con tiêu thôi. Với cái kiểu ăn chơi trác loạn như mày thì có tiền núi cũng hết. Rồi hết tiền mày điên mày à? Thôi thôi, con biết rồi. Con đi họp là được chứ gì. Bố nói ít thôi, không lại đột quỵ ra đấy. Mày đúng là con biết chẳng cái. Mày nhìn thằng Thành xem, bố nó có phải nói câu nào không? Nó ngoan ngoãn chịu khó làm việc. Bằng tuổi mày, nó còn học trường đại học. Với lại, bây giờ mày vẫn còn ăn chơi lêu lổng. Để bố phải khổ sở vì mày. Mày không biết nghĩ cho bố à? Bố lại so sánh rồi. Con làm sao mà giống anh ấy được? Thôi, để tao giúp mày. Mày chỉ việc im cái mồm là làm theo lời tao nói thôi. Vâng, con biết rồi. Cuộc họp kết thúc. Kết quả bình chọn giữa Thành và Hải là 50-50. Ông Quang gật đầu. Thế là được rồi. Lần này nhất định phải đưa thằng Hải lên cái ghế tổng giám đốc. Cậu đi chuẩn bị đi. Vâng, thưa ông. Thế thằng Hải lại đi đâu mất rồi? Dạ, cậu ấy đang nói chuyện với cậu Thành. Ừ, tôi về trước. Cậu bảo nó về nhà nói chuyện với tôi. Vâng, thưa ông. Thành pha trà cho Hải uống. Anh, sao anh không bảo trợ lý pha cho? Anh muốn tự tay pha. Dạo này anh thế nào? Xong lấy vợ chưa? Anh vẫn ế. Em xem có cô nào giới thiệu cho anh một cô đi. Em đầy bạn luôn. Anh thích, em alo một cái là có ngay. Thôi, anh trêu đấy. Anh chưa nghĩ tới chuyện lấy vợ đâu. 30 tuổi rồi mà không biết mùi gái. Em thật là chịu anh. Kệ anh thôi.
Tình cảm anh em của Thành và Hải từ nhỏ tới giờ vẫn luôn tốt như vậy. Thế nhưng bố của Thành và bố Hải lại luôn ngầm chiến đấu với nhau. Ai cũng muốn đưa con trai mình lên vị trí cao nhất để chiếm toàn bộ tập đoàn này. Hai ông bố tìm cách chia rẽ tình cảm anh em của Thành và Hải. Tôi đang lau hành lang khách sạn, tới mức tôi nhìn thấy mình qua cửa kính. Tôi mới để chổi xuống và đứng tạo dáng. Đứng thẳng lưng, ưỡn ngực lên. Ưỡn ngực cũng không tệ lắm. Hải đi qua phỉ cười. Trông như con cà kheo mà cũng bày đặt tạo dáng. Tôi giật mình khép chân lại. Này, anh bảo ai là con cà kheo? Bảo cô đấy. Tôi 18 tuổi rồi đấy. Nhìn mặt non, búng ra sữa, thế mà cũng 18 tuổi cơ à? Anh đây 30 rồi. Tôi đứng thế nào, kệ tôi, có liên quan gì tới anh đâu. Anh cứ nói làm gì? Nhóc tạo dáng không đúng rồi, để anh chỉ cho vài đường cơ bản. Thế rồi anh ta một tay để vào eo tôi, một tay đẩy cằm tôi. Thẳng lên, nhìn thẳng lên phía trước này. Ngực ưỡn vừa thôi, chứ đừng ưỡn quá. Nắn người tôi xong, anh ta phì cười. Đấy, phải như thế này mới chuẩn. Vừa nãy em ưỡn ngực quá, nhìn buồn cười lắm. Thế này đi thi người mẫu được rồi. Tôi phì cười. Tôi làm quét dọn ở đây, chứ thi người mẫu cái gì? Hải nhìn tôi ngạc nhiên. Em làm quét dọn, thế không đi học hành à? Không. Gái nhà nghèo giản dị, thế có bạn trai chưa? Chưa có. Làm bạn gái của anh không? Anh đưa đi tuốt lại từ đầu xuống chân, đẹp như hoa hậu ngay. Mỗi đề 100 triệu, làm quét dọn làm gì cho mệt. Mới đầu nói chuyện, tôi còn tưởng anh là lịch sự. Ai dè anh là loại người bệnh hoạn, tránh xa tôi ra. Hải sốc lên, anh ta trừng mắt nói. Bệnh hoạn á? Đúng, anh là cái người bệnh hoạn, mau biến đi, nếu không đừng có trách tôi. Tôi cầm cái chổi lau nhà, chĩa thẳng vào mặt anh ta. Anh ta hoảng quá liền bỏ chạy ra ngoài. Hải lên xe nhăn nhó. Sao mà cậu ấy hung dữ thế? Người khác còn phải xếp hàng để được làm bạn gái của mình. Thế mà cái cô nhà nghèo lại còn chê, lại còn đuổi đánh mình nữa. Thật là lạ. Anh trợ lý quay lại hỏi. Có chuyện gì với cậu vậy, cậu Hải? À, không có gì, chúng ta về thôi. Vâng, thưa cậu. Tôi vừa lau hành lang, vừa mắng anh ta. Đồ bệnh hoạn, tôi mà gặp lại anh thì anh chết chắc với tôi. Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên. Ai bệnh hoạn vậy? Anh Thành ạ? Ừ, anh đây. Em nói ai thế? Em vừa gặp một tên biến thái anh ạ. Nhìn mặt anh ta sáng sủa, thế mà lại biến thái. Thật là phí. Em gặp trong khách sạn á? Vâng, ở đây luôn anh ạ. Không thể nào, trong khách sạn này làm gì có ai biến thái đâu em. Có mà, hắn vừa đi qua đây. Thành gãi đầu khó hiểu. Không lẽ người em nói là Hải, là đứa em của anh à? Nhưng nó bình thường mà. Sao nó sao có thể chứ? Tôi ngớ người ra. Em của anh á? Ừ, chỉ có nó mới vừa đi qua đây thôi, chứ còn có ai nữa đâu. Tôi thấy hơi lo lắng. Thôi chết, em còn vác trội đuổi đánh anh ta nữa. Liệu em có bị đuổi việc không ạ? Không, em không bị đuổi việc đâu. Có anh bảo lãnh, em cứ tha hồ mà làm đi. Tôi cảm ơn anh Thành rồi cười tuê tuét. Thành về phòng ngẩn ngơ. Nụ cười của cô ấy thật là đẹp. Ngày hôm sau đi làm, tôi dòm ngó trước sau. Tôi sợ gặp lại cái người hôm qua. Tôi nói họ biến thái, cầm chổi lau nhà đuổi họ đi. Nếu như anh Thành nói anh ta là em của anh Thành thì tôi chết chắc thật rồi. Cô Hoa nhìn tôi hỏi. Cháu sao thế? Tìm ai à? Không cô ạ, cháu có tìm ai đâu. Tại cô thấy cháu cứ đứng khắp nơi, nhìn ngó xung quanh, cô tưởng cháu đang tìm ai. Cháu muốn sang khu bên kia làm có được không cô? Không được, chúng ta được phân công ở đây, phải làm bên này. Ôi thế thì chết cháu thật rồi. Sao mà chết? À không, không có việc gì đâu ạ. Thôi cháu đi làm đây. Tới trưa, không thấy anh ta xuất hiện. Tôi thầm nghĩ, chắc không phải anh ta là người khách sạn này đâu. Làm mình cứ sợ từ sáng. Thế nhưng tôi vừa mới đẩy xe qua hành lang thì tôi liền chạm mặt anh ta, cái người mà tôi chửi là biến thái. Tôi hoảng sợ quay mặt đi, nhưng anh ta đã nhìn thấy tôi rồi. À, thấy rồi, em ở đây làm tôi cứ tìm lòng vòng mãi. Tôi định đẩy xe đi thì anh ta giữ lại. Này, em định chạy đi đâu đấy? Tôi ở đây cơ mà. Anh bỏ tôi ra, tôi đang vội. Sao thế? Hôm qua còn mạnh mồm lắm cơ mà, lại còn vác chổi đuổi đánh tôi. Sao hôm nay trông vẻ mặt lo âu thế? Tôi vênh mặt lên dọa. Tốt nhất là anh tránh xa tôi ra, nếu không tôi không nương tay đâu. Tôi không buông đấy.
Em làm gì thì làm đi. Anh ta kéo mặt tôi lại. Quay mặt ra đây, tôi nhìn cái nào. Để tôi nhìn rõ chân dung cô gái mà đã dám chửi tôi. Xem nào, ái chà, cũng xinh phết đấy. Tôi cúi mặt xuống. Tôi xin lỗi, tôi không biết anh là người của khách sạn. Tại tôi tưởng anh là tên biến thái ở đâu tới trêu ghẹo tôi, nên tôi mới vậy. Tôi xin lỗi. Lời nói ra rồi, đâu phải bây giờ em xin lỗi một câu là xong. Thế bây giờ tôi phải làm sao? Thì anh mới bỏ qua cho tôi. Tôi chưa nghĩ ra. Thế nên tôi cho em nợ đấy. Bao giờ tôi nghĩ ra thì tôi sẽ bảo. Bây giờ em cứ làm việc đi. Sao ạ? Tôi tên Hải, đang ứng cử chức tổng giám đốc của khách sạn này. Còn em? Tôi cuống lên. Tôi tên Bình An. Bình An à? Tên đẹp đấy. Anh ta nhìn tôi cười rồi quay bước đi. Tôi thấy hoang mang trước thái độ kỳ lạ của anh ta, rồi tặc lưỡi. Thôi, kệ đi. Anh ta không đuổi việc mình là may lắm rồi. Giờ mình cứ làm việc đã, mọi chuyện tới đâu thì hay tới đó. Anh trợ lý thắc mắc. Cậu Hải, cô gái đó làm gì cậu vậy? Có cần tôi đuổi cô ta không? Ấy, sao lại đuổi việc? Vì cô ấy vô lễ với cậu. Không sao. Cậu không tức à? Mọi khi thấy ai đó nói khó nghe là cậu lại nổi trận lôi đình rồi cơ mà. Lần này thì khác. Con bé đó rất là lôi cuốn. À, anh tìm hiểu về cô bé đó giúp tôi nhé. Tôi muốn biết tất cả về cô bé đó. Vâng, tôi hiểu rồi. Giờ tôi đi tìm hiểu luôn đây ạ. Anh trợ lý đi một tiếng sau quay về gặp Hải. Thế nào, anh đã tìm hiểu xong chưa? Dạ, xong rồi ạ. Nói đi. Cô gái đó tên là Nguyễn Bình An, 18 tuổi, làm phục vụ ở khách sạn được 3 năm. Nhà ở Hoàng Hoa Thám, nhà nghèo lắm cậu ạ. Bố cô ấy bị ốm mấy năm nay, vì thế mà cô ấy mới phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền. Ôi, khổ thế á? Vâng, nhưng mấy người hàng xóm ai cũng khen là cô bé ngoan ngoãn với có hiếu lắm. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Hết giờ làm, tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng khách sạn thì Hải đứng chặn ở đầu đuôi xe của tôi. Về à? Tôi cúi đầu ái ngại. Anh ta lại tìm mình nữa sao? Vâng. Hải cầm một xấp tiền 500 ngàn ném vào giỏ xe điện của tôi. Cho đấy. Ơ cái gì? Nghe nói nhà em khó khăn nên tôi cho tiền. Thế thôi. Có gì đâu. Cảm động quá à? Không cần phải cảm ơn đâu. Tính tôi hay thương người thế mà. Anh bố thí cho tôi á? Ấy, sao nặng lời thế? Tôi bực quá, cầm xấp tiền ném thẳng vào mặt anh ta. Tôi nghèo thật, nhưng tôi cũng không cần anh bố thí. Anh cầm tiền đi, biến đi. Hải trợn trừng mắt lên nhìn tôi. Em, sao em dám ném tiền vào mặt tôi? Em chán sống rồi à? Đúng, tôi chán sống rồi đấy. Anh tính làm gì tôi? Tôi biết là anh giàu có, anh thừa tiền. Vậy thì anh mang tiền mà làm từ thiện. Đừng có mà ở đây diễn mấy cái trò dở hơi này. Em... Tôi đá vào chân anh ta một phát thật mạnh, khiến anh ta đau quá, nhảy lò cò. Rồi tôi lên xe phóng đi. Này, em đứng lại cho tôi. Tôi chưa cho em đi đâu. Sao em dám đi? Anh trợ lý ngồi trong xe ôm miệng cười. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu chủ của mình bị gái đánh. Bởi bao năm nay, gái theo Hải nhiều lắm, không đuổi hết. Hải nổi tiếng chịu chơi, lại con nhà giàu, chưa bao giờ bị người khác đối xử như vậy. Xưa này chỉ có Hải chê gái, chứ con gái có bao giờ chê anh ta đâu. Có lẽ anh ta sốc lắm. Hải bực tức lên xe. Chúng ta về thôi. Dạ. Cô ta chê tiền của mình, nhà nghèo lại còn kiêu căng. Có lẽ cậu ấy muốn tự lập, chứ không muốn dựa dẫm vào người khác. Hải bật cười. Ừ, cũng đúng. Hải vừa về tới nhà, bố anh đang ngồi ở phòng khách chờ anh. Con trai về rồi à? Ngồi đi, bố có chuyện muốn nói. Có chuyện gì vậy bố? Bố muốn con kết hôn. Kết hôn? Nhưng con chưa có bạn gái, làm sao kết hôn được? Bố đã tìm cho con một đám rồi. Hải bật cười. Bố tìm cho con? Thế thì bố cưới cô ta luôn đi. Dù sao mẹ con cũng mất lâu rồi. Bố đang nói chuyện nghiêm túc, con đừng có cợt nhà. Việc hệ trọng đấy, không đùa được đâu. Vâng, thế bố nói đi. Con bé tên Ngọc là con gái rượu của ông Tùng, ông chủ tập đoàn dầu khí. Con kết hôn với con bé ấy thì quá tốt. Có nhà vợ hậu thuẫn, chẳng mấy mà con vươn lên là người mạnh nhất đâu. Bố lạ thật, con với cô gái đó không quen biết nhau, không yêu nhau, làm sao mà lấy nhau được. Bố nói chuyện với con bé rồi, nó ưng con rồi đấy. Nó còn khen con đẹp trai ga lăng. Ơ, cô ta biết con á? Không thể nào. Thế thì con gặp mặt mà hỏi, rồi tìm hiểu nhau luôn, để hai bên gia đình con xem ngày đẹp. Con còn chưa gặp mặt, bố vội cái gì? Để con gặp mặt thử xem,
rồi xem có tình cảm với nhau không đã. Chuyện lấy vợ mà bố cứ nghĩ đơn giản như đi chợ ấy. Được rồi, hai đứa chủ động gặp nhau đi. Hải cười rồi đi về phòng. Anh cứ tủm tỉm cười. Mình đi gặp cô gái đó rồi mai mối cho bố mình luôn, chứ mình không dạy gì mà lấy vợ đâu, khổ cả đời. Ngày hôm sau, Hải dậy sớm đi gặp cô gái tên Ngọc mà bố anh nói. Ông Quang thấy thái độ của con trai, ông gật đầu ưng thuận. Sao tự dưng cái thằng này nó lại nghe lời mình thế nhỉ? Chẳng lẽ sắp có chuyện động trời? Trước khi ra khỏi nhà, Hải còn chào rất to. Con chào bố, con đi gặp bạn gái đây. Ừ, ăn nói tử tế vào. Con gái nhà người ta là cành vàng, lá ngọc đấy, có biết không? Con biết rồi, bố không phải lo đâu. Tại buổi hẹn hò, Ngọc xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy công chúa dài thướt tha. Vừa nhìn thấy Hải, cô đã ửng cái bụng. Dạ, em chào anh. Ừ, chào Ngọc. Anh ở ngoài còn đẹp trai hơn trong ảnh nhiều. Anh đẹp trai giống bố anh mà, bố anh cũng đẹp trai lắm. Ngọc khẽ cười. Anh vui tính quá. Anh nói thật, em gặp bố anh rồi đúng không? Dạ. Đấy, em thấy chưa, nhà anh đẹp trai di truyền. Sau một hồi nói chuyện ăn ý, Ngọc chủ động hỏi. Chúng ta nói chuyện với nhau một lúc rồi, anh thấy em là người thế nào? Thông minh, xinh đẹp. Thế có đủ tiêu chuẩn làm bạn gái anh không? Anh nghĩ em nên làm mẹ kế của anh thì hợp hơn. Bố anh đang cô đơn nên anh muốn tìm vợ cho ông ấy. Ngọc mặt tái lại. Anh Hải, không phải chúng ta gặp nhau để tìm hiểu về nhau sao? Anh khuyên em một câu thật lòng. Em nên làm mẹ kế của anh, chứ em làm vợ anh là em khổ cả đời. Tại sao anh lại nói thế ạ? Bởi vì anh có mười mấy cô bạn gái rồi. Yêu chán thì anh đổi người yêu mới, chứ anh không thích gò bó đâu. Em từng biết là anh chơi bời, nhưng bố anh nói bây giờ anh thay đổi rồi. Bố anh lừa em đấy. Với lại anh nói thẳng nhé, em không phải gu của anh. Bạn gái của anh là phải bốc lửa, ba vòng khủng. Nhìn em thế kia là không được. Ngọc ngồi mặt đần độn ra, cô không biết phải nói gì nữa. Hải nói xong rồi đứng dậy. Thôi, đến giờ anh đi đón bạn gái đây. Em cứ suy nghĩ về lời đề nghị làm mẹ kế của anh đi. Còn nữa, lần sau mặc cái váy dài vừa thôi. Em mặc cái váy này vướng thế, đi mà ngã đập mặt xuống thì gãy hết răng. Anh... Em cứ ở lại thong thả, anh về trước. Hải đi về trước để Ngọc ngồi trơ mặt ra đó. Chị Lan, cổ chủ gọi tôi ạ. Chị ngồi đó chứng kiến hết cả rồi phải không? Vâng, thưa cô. Chị nói xem, tôi có điểm nào không tốt mà anh ta dám chê tôi chứ? Cô chủ không có điểm gì không tốt cả, cậu ta quá kiêu ngạo. Nhiều người muốn lấy tôi còn chẳng được, anh ta lại còn dám chê tôi, còn có ý mai mối tôi với bố anh ta nữa, thật là mất mặt. Thôi cô đừng buồn, người như anh ta không xứng với cô đâu. Ngọc khẽ mỉm cười. Nhưng anh ta đẹp trai, tôi lại thích kiểu đàn ông kiêu ngạo như thế đấy. Càng khó thì tôi lại càng thích. Cô nói thật á? Tôi nói thật. Thế cô định làm gì? Tất nhiên là theo đuổi anh ta rồi. Từ hôm nay ta sẽ theo đuổi anh ta. Hải đi làm muộn nhưng vẫn phải đi một vòng để chiêu gái. Chào em. Tôi giật mình quay lại. Có chuyện gì? Em nói về giám đốc của em như vậy hả? Tôi phớt lờ câu nói của anh ta, tiếp tục lau sàn nhà. Em không nghe thấy tôi nói gì à? Tôi gắt lên. Anh lại muốn giở trò gì nữa? Anh đang hỏi em, chứ anh có giở trò gì đâu. Tính tôi là vậy, tôi không biết nói ngọt. Anh nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi, tôi không quan tâm. Thế em không sợ bị đuổi việc à? Tôi có thể đuổi việc em bất cứ lúc nào đấy. Thế anh nghĩ tôi sợ bị anh đuổi việc mà quay ra nịnh bợ à? Không bao giờ nhé. Kiêu căng quá rồi. Tôi kiêu căng thì sao? Anh làm gì tôi? Anh ta ấn vào đầu tôi một cái. Này nhóc, có biết tôi vừa đi đâu về không? Tôi vừa đi xem mắt về đấy. Cô gái đó là tiểu thư cành vàng lá ngọc, mà cô ta còn chẳng làm căng giống như cô đâu. Thấy người ta để ý là bắt đầu lên nước. Anh im đi, việc của anh không liên quan tới tôi. Anh đừng có mà lải nhải váng đầu tôi nữa, phiền chết đi được. Thành đi qua thấy ầm ĩ, bèn quay lại. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Hải cười tít mắt. Anh Thành à? Thành quàng vai Hải. Thôi, đừng trêu người ta nữa, em về phòng làm việc đi. Thành lại gần tôi và nói. Em gái, đừng giận nhé. Thằng em của anh nó hay chọc người khác như thế đấy. Có gì em bỏ qua. Anh Thành ngọt ngào tới mức tôi động lòng, không thể giận được. Dạ không sao ạ. Cảm ơn em. Trời ơi, người gì đẹp trai lại còn ăn nói nhẹ nhàng lịch sự, đầu như cái ông em trời đánh kìa chứ.
Hai anh em nhà đó tính khác nhau. Anh Thành nhẹ nhàng tình cảm bao nhiêu thì ông em lại tính tình hoàn toàn đảo ngược. May còn vớt lại vẻ đẹp trai, không thì hỏng. Tôi thở dài rồi làm việc tiếp. Thành và Hải về phòng ngồi. Hải nhìn anh nháy mắt. Anh thấy cô bé đó thế nào? Nhìn cũng được phết đấy. Thôi, nó còn nhà lành, em tha cho nó, đừng có trêu. Em mới trêu nó có tí thôi, đã nhằm nhò gì đâu. Thôi, anh còn lạ gì tính em nữa. Mà xung quanh em biết bao cô gái chân dài nóng bỏng, sao em lại có hứng thú với con bé nhà nghèo đó vậy? Hải gãi đầu giải thích. Em không hề thích con bé đấy đâu. Chẳng qua hôm trước nó mắng em là tên biến thái, lại còn cầm chổi đuổi em, nên em mới trêu nó vậy thôi, chứ nó không phải gu của em. Ừ, thôi chuyện qua rồi thì bỏ đi. Vâng, em biết rồi. Mà anh cũng biết cô bé đấy à? Ừ, anh và cô bé cũng biết nhau sơ sơ. Vâng, thế mà em tưởng là anh thích nó đấy. Thấy ánh mắt hai người nhìn nhau ù mê lắm. Thành vỗ vai đầu Hải. Nghĩ vớ vẩn quá rồi. Thôi, em về phòng đây, không trêu anh nữa. Em còn phải cố gắng làm việc để ngồi vào cái ghế tổng giám đốc chứ. Nếu không bố sẽ đuổi em ra đường mất. Cả anh nữa, cố gắng lên. Vì trong công việc chúng ta không nhượng được cho nhau đâu. Thành gật đầu. Anh biết rồi, chúng ta cùng cố gắng. Vâng, em cũng muốn thử sức một lần xem có thắng nổi anh không. Anh nhớ là không được thiên vị em nào đấy. Anh cứ mạnh tay vào để em biết thực lực của mình tới đâu. Anh biết rồi, cố gắng lên. Tôi đang dọn dẹp chuẩn bị đi về thì anh quản lý ra gọi. An, em đi theo anh một lát. Đi đâu vậy ạ? Cứ đi là biết. Anh quản lý dẫn tôi tới phòng của Thành. Tới rồi, em vào đi. Anh Thành đang đợi em đấy. Tôi gõ cửa. Em vào đi. Dạ, anh gọi em tới có việc gì ạ? Ngồi đi. Anh Thành đi lấy nước và hoa quả cho tôi ăn. Em ăn đi. Có chuyện gì anh nói luôn đi ạ. Em chuẩn bị về rồi ạ. Sao thế? Sao lại chuẩn bị tinh thần? Có phải anh gọi em tới để cho em nghỉ việc phải không ạ? Sao em lại nói vậy? Thì do em cãi nhau với em của anh nên em bị sa thải. Không đâu. Anh gọi em tới chỉ vì anh muốn gặp với nói chuyện với em thôi. Tôi mắt tròn xoe. Anh nói thật ạ? Thật. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi cho cả chùm nho vào mồm, nhai. Ăn từ từ thôi, không nghẹn đấy. Tôi vừa ăn vừa nguồm ngoàm nói. Nho ngon quá, ngon thật. Thành đang uống nước liền phụt ra. Em nhìn anh thấy ngon á? Vâng ạ. Nhìn anh lúc đói em còn hình dung anh như con gà quay, hai cái tay như hai cái cánh gà vậy. Thành cười, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Tôi thì tiếp tục cầm chùm nho ăn. Thành chăm chú nhìn tôi hỏi. Trong tủ vẫn còn đấy, lát em mang về mà ăn. Dạ, anh không ăn thì cứ để cho em ăn, em không ngại đâu ạ. Bố em bị bệnh lâu rồi đúng không? Dạ, bố em bị tai biến, năm nay cũng khỏe hơn rồi. Có cần anh giúp gì thì anh sẵn sàng. Dạ, không ạ. Anh mà giúp em là mẹ em với em trai lại càng ỷ lại vào em đấy. Cứ thế này để họ chịu khó làm ăn anh ạ. Nếu em cần gì cứ gọi cho anh nhé, số của anh đây. Dạ, sao anh tốt với em thế? Thì em làm ở đây 3 năm rồi. Em gắn bó với khách sạn như vậy thì anh cũng phải giúp em một chút chứ. Em cảm ơn anh ạ. Khi nào thực sự cần thì em sẽ tìm anh. Giờ em về đây. Ừ, về cẩn thận. Ra khỏi phòng tôi cảm thấy vô cùng sung sướng, muốn hét lên thật to. Trời ơi, sao anh ấy vừa đẹp trai, vừa giàu có lại còn tốt bụng như vậy chứ. Nhìn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tôi thề là chỉ muốn cắn cho anh một vài phát để đã cơn thèm mà thôi. Ôi trời ơi! Nghĩ cái gì mà phởn thế kia? Đùa à? Sao ngày cả trong lúc tôi hạnh phúc nhất mà tôi vẫn nghe thấy tiếng nói chói tai của tên khốn kiếp kia thế? Ám ảnh thế không biết. Mãi nghĩ, tôi đâm sầm vào anh ta rồi ngã ngửa. Này, cô đi đứng kiểu gì thế? Tôi gắt lên. Sao lại là anh? Hải tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô mãi nghĩ cái gì mà đâm vào cả tôi? Rồi lại còn gắt gỏng với tôi, thật là khó hiểu. Đang yên đang lành, anh phá hỏng những suy nghĩ hạnh phúc của tôi rồi. Bực quá. Này, đầu óc cô có vấn đề à? Đi ra đường cô mất tập trung như thế, cô không sợ tai nạn giao thông à? Tôi muốn tốt cho cô như vậy, cô không cảm ơn lại còn gắt gỏng, đúng là khó hiểu. Tôi gãi đầu. Thôi, tôi xin lỗi, giờ tôi về được chưa? Chưa, cô khiến tôi tổn thương nghiêm trọng như thế mà cô đòi bỏ về á? Lại cái gì nữa? Cô mời tôi ăn cơm đi. Tôi làm gì có tiền mà mời anh. Thôi tôi về đây. Thế tôi trả tiền. Cô
cô đi cùng tôi được không? Tôi không đi. Thế thì mai tôi cho cô nghỉ việc. Hả? Sao? Chúng ta đi ăn nhé. Thôi được rồi, đi thì đi. Nhưng anh nhớ trả tiền đấy, tôi không có tiền đâu. Tôi biết rồi, ra quán tôi hay ăn đi. Anh muốn ăn ở đâu thì tùy anh. Thế vào khách sạn ăn nhé. Này, anh muốn bị đánh à? Tôi đùa đấy, giả mà cô hung dữ thế. Hải chở tôi đến nhà hàng anh ta hay ăn. Vừa thấy chúng tôi tới, mấy chị nhân viên nữ cứ tí tởn vây quanh anh Hải. Chị thì ôm, chị thì sờ người anh. Có chị còn chu mỏ ra để hôn thì Hải quay đi không cho hôn. Một chị ghé vào tai Hải hỏi: "Ai thế anh?" Hải cười: "Em đoán thử xem." Chị ấy nhìn tôi rồi cười: "Người giúp việc nhà anh à?" "Không phải, bạn gái anh đấy." Mấy chị nhân viên trố mắt lên ngạc nhiên: "Anh đùa em á? Cô bé ấy sao có thể là bạn gái của anh được?" "Thật đấy." Tôi thở dài: "Lắm chuyện thật, mình sao có thể là bạn gái của tên dở hơi này được chứ?" Hải nhìn tôi, anh ta vênh mặt lên: "Em thấy mức độ hot vạn người mê của anh chưa?" Tôi chẹp miệng: "Nhìn anh, tôi thấy anh giống chạy bao thì có, hot cái gì? Chỉ có chạy bao thì mới để cho gái sờ người mà thôi. Chẳng có gì đáng tự hào cả mà lại khoe." Hải bị tôi nói như kiểu dội thẳng gáo nước vào mặt anh ta: "Anh chưa từng thấy ai như em luôn. Người ta muốn làm bạn gái của anh không được, còn em thì lại không muốn. Mà em luôn sẵn sàng bổ vào mặt anh như thế. Mà chai bao là cái gì? Tôi như vậy mà anh vẫn bắt tôi đi cùng anh. Chai bao có nghĩa là cà phê được đấy, hiểu không?" "Thôi, không nói nữa. Chúng ta gọi đồ đi." "Tôi chỉ ăn được đồ chín kỹ thôi. Anh gọi tôm với cua đi." "Được rồi, để anh gọi cho em con tôm hùm to nhất, cua to nhất." "Cảm ơn." "Câu cảm ơn sao mà nhạt nhẽo thế?" "Thế theo anh, tôi phải làm sao để nó mặn?" "Thơm má anh một cái được không?" "Thôi, tôi xin anh. Tôi không muốn mấy chị nhân viên kia đánh tôi đâu. Anh muốn được thơm má thì ra mà gặp các chị ấy ấy." "Thôi, khỏi, ăn cơm đi." Nhìn con cua to chà bá trên bàn: "To thế này sao mà ăn được?" "Em lấy kẹp, kẹp nó ra để ăn." "Thế à, để tôi xem nào." Tôi xắn tay áo lên, bắt đầu kẹp cua để ăn. Lần đầu tôi ăn cua nên hơi lóng ngóng. Tôi nghiến răng, nó chắc hơn mình nghĩ. Trình độ kẹp cua của tôi đỉnh cao tới mức mảnh vỏ của cua bắn vào trán Hải, xước da, chảy máu. Hải giật bắn cả người, hú hồn, tí thì chuột mắt. Tôi lấy tay bịt mồm: "Tôi xin lỗi, không may nó bắn." Hải lấy giấy chấm chấm máu rồi nhìn tôi ái ngại: "Tí thì mù mắt rồi." "Thôi, để anh làm cho em ăn vậy." Nhìn Hải kẹp lấy thịt cua để cho vào đĩa cho tôi ăn, tôi thấy hơi hoang mang. Một người ngang ngược, dân chơi như Hải lại ngồi cẩn thận kẹp cua cho tôi thì thật là khó tin. "Nào, há miệng ra anh đút cho." "Thôi, để tôi tự ăn được rồi." "Để em tự ăn, chắc lát nữa mặt anh bị thương kín mít luôn. Nào, há miệng ra." Mấy chị nhân viên nữ cứ nhìn nhau khó hiểu. "Sao con bé đó may mắn thế? Một người như nó, sao lại được anh Hải nhìn trúng nhỉ?" Ăn no quá, tôi phải mở cúc quần ra cho dễ chịu. "Này, em vừa làm cái trò gì đấy?" "À, no quá nên tôi mở cúc quần cho dễ thở ấy mà." "Ngay trước mặt anh mà em dám làm thế á?" "Vâng, trước mặt anh thì sao? Có hở hang gì đâu." "Em không sợ anh động lòng rồi anh làm bậy à?" "Anh dám làm bậy thì anh chết chắc." "Tôi nhỏ bé thật, nhưng không dễ để anh bắt nạt đâu, đừng có mà tưởng bở." Hải nhìn tôi cười: "Anh cũng không hiểu sao anh lại không thể nổi cáu với em được. Bình thường ai mà lỡ mồm nói linh tinh là anh đập cho rồi. Có lẽ em là một người đặc biệt." "Thôi, tôi về đây, tôi no lắm rồi." Hải ra thanh toán tiền, chị nhân viên nữ lại gần tôi nhìn chằm chằm: "Sao có thể chứ? Chị nói vậy là có ý gì? Chị nhìn em rất lâu rồi mà chưa thấy em có điểm gì nổi bật vậy. Thế không biết làm sao mà em quyến rũ được anh Hải thế?" Tôi bật cười nhìn chị: "Em không thèm quyến rũ anh ta, là anh ta ép em đi đấy, chứ em cũng chẳng vui vẻ gì đâu." "Em nghĩ là chị tin lời em nói á." "Chị tin hay không thì cũng không quan trọng. Nếu chị thích anh ta thì chị mau quyến rũ anh ta đi. Nhớ bảo anh ta đừng có làm phiền em nữa, em còn bận bao việc." Hải vẫy tay: "Em yêu, về thôi." Chị nhân viên vội chạy ra khoác tay Hải: "Anh gọi em ạ." "Cô bị làm sao đấy?" "Anh gọi cô bé kia, chứ gọi em làm gì?" Hải lái xe chở tôi về tới cổng rồi dừng lại. Anh ta nói: "Sáng mai anh tới đón, chúng ta đi ăn sáng rồi đi làm." "Sao anh không chở tôi về khách sạn lấy xe, mai đỡ phải đón?" "Anh thích đón em đấy, em thắc mắc nhiều làm gì?" "Anh thích, nhưng tôi không thích."
Hải ngó vào nhà tôi rồi nói, nhà em nhỏ quá, hay là anh mua cho em căn nhà khác nhé. Thôi tôi xin anh, để cho tôi bình yên. Nhà tôi tuy nhỏ nhưng cảm thấy vui là được. Thôi anh về đi. Anh chưa gặp ai như em cả. Cho tiền thì không lấy. Thích anh em không thích. Thế em thích gì em cứ nói thẳng ra, anh đáp ứng hết. Tôi thở dài nhìn Hải. Tôi cũng không biết tại sao. Chắc có lẽ tôi không thích anh, nên tôi không muốn nhận gì từ anh cả. Mong anh thông cảm cho tôi. Anh có điểm gì không tốt sao? Anh muốn nghe tôi nói thật lòng à? Đúng vậy, em nói đi. Thế thì tôi nói nhé. Tôi ghét anh vì anh kiêu ngạo. Anh ăn chơi đua đòi, ăn nói thì ngang ngược. Và một điều nữa tôi ghét anh là anh quá lăng nhăng, hết cô này tới cô khác. Tôi nghe mọi người nói ấy, là anh là tên háo sắc, luôn bỏ tiền ra để chơi gái. Số tiền anh chơi một cô một đêm bằng tôi đi làm cả năm. Người như anh có cho tôi cũng chẳng thèm. Hải cau mày lại. Trong mắt em anh tệ như vậy sao? Đúng. Nhìn anh tôi không thấy ưu điểm gì cả. Nhưng mà do chúng ta quá khác nhau nên vậy thôi. Còn anh so với bạn bè anh thì cũng bình thường. Thế nên anh cũng đừng bận tâm về những lời tôi nói nữa. Hải ngập ngừng. Có phải em thích anh Thành đúng không? Tôi gật đầu. Đúng, đúng là tôi thích anh ấy. Mặt Hải sầm lại. Thì ra là vậy. Không phải như anh nghĩ đâu. Tôi thích anh Thành vì tính điềm đạm của anh ấy. Tôi thích kiểu nói chuyện của anh ấy, nụ cười ấm áp, và thích anh ấy đẹp trai. Nhưng mà đấy không phải thích kiểu tình cảm yêu đương. Chỉ đơn giản là tôi thích mẫu người như anh ấy vậy thôi. Nếu bây giờ anh chịu khó thay đổi làm ăn, không chơi bời thì em nghĩ sao? Điều đó tốt cho bản thân anh mà. Tôi chẳng nghĩ gì cả. Anh sẽ thay đổi vì em, nếu em đồng ý làm bạn gái của anh. Anh thay đổi là tốt cho anh, sao lại lôi tôi vào làm gì? Tôi mở cửa rồi vẫy tay chào anh ta. Anh về đi, sáng mai không cần đến đón tôi đâu. Mai tôi đi bộ đi làm, tập thể dục cho khỏe. Hải đứng đó nhìn một lúc rồi mới đi về. Trên đường về, Duy, bạn của Hải, gọi rủ đi uống rượu. Trong phòng hát, năm cô gái chân dài mặc bikini hai mảnh thay nhau ôm ấp sờ mó Duy. Còn Hải ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ. Duy lại hỏi, này, sao tao thấy mày buồn thế? Có tâm sự gì à? Không. Thế sao mặt mày trông chán thế? Gái đẹp thế này mà mày cũng không thèm động. Hôm nay tao không có hứng, mày cứ kệ tao đi. Thôi đừng suy nghĩ gì nữa. Gái đẹp rượu ngon mời bạn hiền thưởng thức. Rượu tao uống, nhưng gái thì hôm nay tao nghỉ, để hôm khác. Thôi tùy mày, kệ mày đấy. Duy đứng dậy, rồi đi lại mấy chỗ cô gái xinh đẹp. Hải ngồi thản nhiên hút thuốc như không có vấn đề gì. Anh mỉm cười một mình. Hải, cuộc đời của mày cũng có ngày hôm nay sao? Lạ thật. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm ăn mì tôm rồi đi bộ làm. Vừa đi được một đoạn, Hải phi xe tới. Anh đã bảo là đợi anh tới đón tôi cơ mà. Anh mà cũng dậy được sớm thế này á, lạ thật. Anh đã nói là anh sẽ thay đổi rồi mà. Lên xe đi. Tôi lên xe rồi hỏi. Anh đã thay đổi được gì thì kể tôi nghe xem nào. À, tối qua anh không chơi gái, em thấy sao? Không có gì đặc sắc cả. Này, tối qua thằng Duy rủ anh đi uống rượu, nó còn gọi năm em chân dài đến, nhưng mà anh không thèm động đến đứa nào. Em không thấy anh giỏi à? Trời lắm thì mang bệnh vào người. Chuyện của anh hết sức nhạt nhẽo, tôi không muốn nghe. Hải thở dài nói. Người ta khen anh phồng cả mồm, còn em thì lại chửi anh dập mồm luôn vậy. Tôi nói rồi mà, tính tôi là vậy, anh ưa nịnh thì không nên gặp tôi. Thôi anh xin em, chúng ta đi ăn sáng nhé, chắc là em chưa ăn đúng không? Tôi ăn rồi. Hôm qua anh đã nói như vậy rồi, vậy mà em không nghe anh gì cả. Anh chở tôi tới khách sạn rồi anh đi ăn, có vậy thôi mà cũng trách móc. Hải thở dài khó chịu, nhưng anh chẳng làm được gì cả. Lái xe chở tôi tới cổng khách sạn thì có cô gái xinh đẹp vẫy tay. Anh Hải ơi! Tôi thở dài. Người yêu anh gọi anh đi ăn sáng kìa. Đứa nào nhìn lạ thế? Em là Ngọc, mới có mấy hôm không gặp mà đã quên người ta rồi sao? À, Ngọc, cô tới đây có việc gì à? Ơ, thế bố anh không nói gì với anh à? Nói gì? Từ hôm nay, em chính thức là thư ký của anh Hải. Thư ký của tôi á? Tôi đâu cần thư ký đâu. Có đấy, em sẽ giúp anh ngồi trên cái ghế tổng giám đốc nhanh hơn. Hải thở dài khó chịu. Lại là chiêu trò của ông già, thật là khó chịu. Tôi cúi đầu chào hai người rồi đi vào khách sạn hỏi. Ai vậy ạ? Ai mà được anh Hải chờ đi làm thế? Ngọc hỏi. Bạn gái của tôi. Ngọc trợn trừng mắt lên. Bạn gái anh á? Đúng. Không thể nào, cô bé đó bình thường sao có thể là bạn gái của anh được?
Hải vuốt mái tóc của mình và nói, tôi đổi gu rồi, bây giờ tôi lại thích những thứ tầm thường như vậy đấy. Hải nói rồi quay đi. Anh đi đâu thế? Đi ăn sáng. Chờ em cũng chưa ăn. Cô tự mà đi một mình. Hải lái xe qua mặt Ngọc, cô ta nhìn theo tức tối. Kiêu ngạo, nhất định tôi sẽ tán đổ anh cứ chờ mà xem. Từ khi chị Ngọc tới khách sạn làm việc cũng như những ngày sóng gió của tôi ập đến. Chị tới khách sạn làm việc thì ít, soi mói tôi thì nhiều. Vì là thư ký riêng của Hải nên chị ngồi làm việc cùng phòng với Hải. Anh uống cà phê. Cảm ơn. Ngọc đặt ly cà phê xuống, cô ta cố ý dựa vào người Hải. Hải chẹp miệng, tránh xa ra. Ngọc giả vờ như không nghe thấy, cứ dựa sát vào người anh ta. Ngọc đâu có ngờ rằng một khi Hải đã ghét ai thì anh ta vũ phù vô cùng. Anh ta đẩy Ngọc một cái ngã xuống đất, kèm với câu nói cực phũ. Cô bị điếc à? Ngọc đờ mặt, cô vội nói. Tại bên cạnh anh em không có nghe thấy gì cả. Thế thì sao có thể làm việc cho tôi chứ? Tôi đâu cần một thư ký bị điếc. Ngọc cứng miệng không nói gì. Đúng như lời đồn, Hải đúng là không tệ. Ngồi làm việc, Ngọc cứ nhìn Hải chằm chằm. Cô tới đây làm việc hay là tới đây để nhìn tôi? Dạ, tất nhiên em tới đây để làm việc rồi. Cô mà còn nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi sẽ sa thải cô đấy. Em biết rồi, nhà cô thì thiếu gì tiền. Sao cô còn tới đây làm việc gì cho ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ra? Em biết là anh sẽ nói như vậy mà. Nhưng em muốn trải nghiệm, em muốn tự lập, em không muốn dựa vào gia đình. Thế sao cô không làm việc cho gia đình cô mà lại đi ra ngoài làm thuê cho người khác chứ? Nếu em ra ngoài làm, em sẽ được trải nghiệm nhiều thứ. Còn làm cho gia đình, bố em sẽ thiên vị, em cảm thấy ngại. Tôi cũng làm việc cho gia đình đây, bố tôi chưa bao giờ thiên vị tôi. Ngọc chưa biết trả lời thế nào thì Thành gõ cửa đi vào. Hải ơi, em đã chuẩn bị cho lần khảo sát ngày mai chưa? Em đang chuẩn bị đây ạ. Ủa, ai đây? Thư ký Ngọc, người mà bố em đặc biệt chuẩn bị cho em đấy. Ôi, nhất em rồi. Thì ra là em dâu tương lai mà chú có nói với anh hôm trước. Hải thở dài ngao ngắn. Chuyện gì của em anh cũng biết. Hôm trước gặp bố em có kể cho anh nghe. Là chuyện tốt, em dâu xinh lắm. Ngọc cúi đầu cười. Dạ, em cảm ơn anh. Hải gãi đầu nói. Đẹp và đầu óc không có tư duy thì cũng vứt đi thôi anh ạ. Thành vỗ vỗ vai Hải. Kìa, sao em lại nói Ngọc như vậy? Cô ấy tới đây làm việc thì em là biết cô ấy trân trọng em rồi. Em không cảm động mà còn nói khó nghe thế. Hải nói mặt tỉnh bơ. Anh thích thì đưa cô ta về bên đó mà trân trọng. Không được, anh có thư ký rồi. Với Ngọc là người bố em tìm cho em. Sao anh có thể mang cô ấy về chứ? Như thế anh cảm thấy có lỗi với bố em. Ngọc đứng đó nghe Hải và Thành nói chuyện. Cô cảm thấy mình giống một món hàng người ta đá đi đá lại. Hải chưa bao giờ tôn trọng cô. Hôm trước đi xem mặt cũng vậy, thậm chí anh ta còn muốn mai mối cho cô với bố cô. Hôm nay ở đây, Hải lại muốn đá cô sang cho Thành. Những lời Hải nói chưa một câu nào tôn trọng cô cả. Nhưng sao cô vẫn cứ thích Hải chứ? Cô thích Hải quá rồi, giờ thì phải làm sao đây? Hải làm việc xong, anh ta vươn vai. Ngọc vội nói vậy. Anh mỏi vai ạ, để em bóp vai cho anh. Hải gạt ra, tránh ra. Để em bóp vai cho anh, em biết bóp vai đấy. Không cần, cô ra ngoài gọi quản lý và gặp tôi. Dạ vâng ạ. Anh quản lý đi vào hỏi. Cậu gọi tôi ạ. Anh xem hộ tôi, cô bé đó đang làm chỗ nào hộ tôi, rồi gọi cô bé tới đây gặp tôi nhé. Vâng thưa cậu. Ngọc ngồi đó mặt dị ra. Con bé nào vậy? Hải lừ mắt. Không phải việc của cô. Tôi cho cô về sớm đấy, mau lượn đi. Ơ, nhưng chưa hết giờ mà. Bây giờ tôi không làm việc nữa, cô không cần phải ở đây. Đi, khi nào tôi làm việc thì cô mới tới. Nhưng... Thế cô tới đây làm việc hay là tới đây quản tôi? Cả hai ạ. Hải đập tay xuống bàn khiến Ngọc giật mình. Anh lử mắt. Cô dám quản tôi, ai cho phép cô hả? Ngọc liền bật khóc nức nở ngay trước mặt Hải. Anh thở dài ngao ngắn. Tôi ghét đàn bà khóc trước mặt mình. Hải đứng dậy và bỏ ra ngoài. Ngọc vội đi theo. Anh đi đâu thế? Tôi đi tẻ cô cũng đòi đi theo à? Ngọc gãi đầu rồi quay vào. Anh đi đi, em ở đây chờ anh. Hải ra ngoài thì gặp anh quản lý. Cô ấy đâu rồi? Cô An đang làm việc ở dưới sảnh, bảo tôi là lên gặp cậu. Nhưng rồi cô ấy nói là cô ấy không lên cùng được. Thôi được rồi,
để tôi xuống đó gặp cô ấy. Còn anh thì vào canh cái đuôi kia giúp tôi, đừng có để cô ta xuống phá đám tôi. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Tôi đang cầm chai xịt vừa lau. Tự nhiên Hải thò mặt vào khiến tôi giật bắn cả mình. Hello. Hello cái đầu anh ấy, làm tôi giật thót cả tim. Em thót tim à? Đâu, xem cái nào. Anh ta giơ tay ra, muốn sờ vào ngực tôi thì tôi lừ mắt lại. Anh ta rụt tay. Anh dám? Tất nhiên là anh không dám rồi. Sao anh gọi em? Lại em lại không lên gặp anh? Tôi đang bận, không hơi đầu mà lên gặp anh để nói mấy chuyện linh tinh. Bất chợt, Hải hôn vào môi tôi một cái. Thế này hết vô vị chưa? Tôi giơ tay muốn tát anh ta một cái. Sao anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi? Sao mà em tát mạnh thế? Em chưa hôn bao giờ à? Tôi chưa có bạn trai bao giờ thì tôi hôn ai được. Cái tên điên này, anh chết chắc với tôi rồi. Tôi cầm cả cái bình đánh anh ta. Anh ta phì cười rồi bỏ chạy. Tôi tức quá đuổi theo. Anh ta đang chạy thì trượt chân ngã. Thế là tôi ngã theo luôn. Tôi ngã đè lên người anh ta. Tôi choáng quá đờ người luôn. Hải giãy giụa. Khó thở quá. Anh sắp chết ngạt rồi đấy. Tôi mới luống cuống ngồi dậy. Hải nhìn tôi cười. Nhìn nhỏ thế mà vòng một cũng ra đâu đấy. Suýt nữa thì làm anh ngạt thở. Tôi vùng tay đấm cho anh ta một cái vào mắt. Đồ biến thái, đồ biến thái. Thành đi ra, thấy Hải đi xeo vẹo, mắt thì bị tím bầm một bên. Anh lo lắng. Hải, em sao thế? Em bị ai đánh à? Em không sao. Mắt em tím kìa, em bị ai đánh à? Hải gãi đầu gãi tay. Em không sao, thôi em về phòng đây. Hải vội đi vào phòng. Ngọc thấy Hải bị như vậy thì hốt hoảng kêu lên. Anh ơi, anh bị sao thế? Mắt bầm vậy có phải là anh bị đánh không? Hải xua tay. Có gì đâu mà cô ầm ĩ lên. Cô định để cho mọi người trong khách sạn biết à? Nhưng em nhìn anh xót quá. Để em đưa anh đi bệnh viện nhé. Có gì đâu mà phải đi viện. Thôi, cô về đi. Em không về đâu. Để em đi lấy đá chườm cho anh. Hải ngồi cười tủm tỉm. Ngọc mang đá ra, cô thấy khó hiểu. Bị đánh mà còn ngồi cười. Rốt cuộc là ai đánh anh ta thế? Là cô bé đấy ư? Ngọc mang đá vào chườm nhưng Hải không chịu. Anh đứng dậy ra ngoài. Tôi đang chuẩn bị về thì Thành gọi điện. An ơi, anh bảo cái này. Anh bảo em gì ạ? Vào phòng anh đi. Thành đẹp trai lại nhiệt tình nên tôi không thể từ chối nổi. Tôi đi theo Thành vào phòng. Ngọc nhìn thấy chị ta thì thắc mắc. Con bé đó vào phòng Thành làm gì? Mình phải đi xem mới được. Ngọc đi tới cửa phòng của Thành. Cô nhòm qua khe cửa. Thành tự tay gọt táo cho tôi ăn. Em ăn đi. Nào, để anh đút cho em nhé. Thôi để em tự ăn được ạ. Thành vuốt má tôi. Má dính táo này. Rồi tôi và Thành bất chợt nhìn nhau. Thành thấy động lòng. An. Gì ạ? Ngọc ở ngoài lấy điện thoại ra và chụp lại. Còn danh, mày lộ bản chất hồ ly rồi. Mày định dụ dỗ cả hai anh em à? Tao sẽ gửi cho Hải xem những tấm ảnh tình cảm này. Để xem Hải có còn quan tâm mày nữa không. Thành nhìn tôi ngập ngừng. An này, anh có chuyện muốn nói với em. Dạ, chuyện gì ạ? Thành gãi đầu gãi tai. Tối mai An đi ăn cùng anh có được không? Tối mai ạ? Để em xem đã. Có gì bảo anh sớm nhé. Vâng, thôi em về đây. Chờ anh chút. Thành mở lấy cho tôi túi táo to đùng. Em mang về mà ăn, anh mua nhiều lắm. Cảm ơn anh ạ. Thành nhìn tôi cười, vẫn khuôn mặt đẹp ấy, nụ cười ấy, vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấy. Thành mới chính là mẫu bạn trai vạn người mê, chứ cái tên biến thái kia thì tuyệt đối không được. Ngọc thấy tôi đứng dậy, chị ta liền đi về phòng, chờ tôi đi qua, chị ta chặn lại. Đứng lại! Chị bảo ai gì em ạ? Chị Ngọc nhìn tôi mỉa mai. Cô làm tạp vụ ở đây 3 năm rồi cơ à? Vâng, có gì không chị? Một người tầm thường, nhà thì nghèo rớt mồng tơi lại đi làm tạp vụ. Thấp hèn nhất cái xã hội này. Vậy mà cô còn cáo già hơn tôi tưởng. Tôi nắm chặt tay. Chị ăn nói cho cẩn thận, tôi nghèo, nhưng tôi không xin tiền của chị. Tôi nghèo cũng không ảnh hưởng tới chị. Thì sao chị phải kiếm chuyện với tôi? Ngọc nhếch mép cười. Có ảnh hưởng đến tôi đấy, ảnh hưởng nhiều là khác. Chị nói vậy là có ý gì? Cô không biết đúng không? Vậy để tôi nói cho cô biết. Chị nói luôn đi. Tôi đang nghe đây. Bố anh Hải bảo tôi tới đây canh chừng anh ấy. Vì tôi và anh Hải có nước với nhau rồi.
Nhưng từ khi gặp cô, anh Hải cứ như quên luôn hôn ước ấy vậy. Tất cả là tại cô hiểu chưa? Nhưng cô vẫn chưa dừng lại, thì cô lại còn đi dụ dỗ cả anh Thành nữa. Cô muốn có cả hai anh em họ à? Cô thật là tham lam. Nghe chị Ngọc nói, tôi ngạc nhiên vì tôi chưa nghe Hải nói chuyện này bao giờ. Tôi thở dài. Thì ra là vậy. Nhưng mà chị hiểu lầm rồi, tôi không dụ dỗ hai anh em họ. Tôi nhìn thấy tận mắt cô và anh Thành tình tứ với nhau, thế mà cô còn cãi. Tình tứ? Như thế nào là tình tứ? Chị không biết thì đừng có mà nói lung tung, ảnh hưởng tới danh tiếng của anh Thành. Anh ấy sẽ gặp rắc rối mất. Tôi có bằng chứng đấy, cô đừng có mà chối cãi nữa. Không là tôi sẽ cho Hải xem đấy, rồi cô sẽ trắng tay. Tôi thấy chị ta ăn nói vớ vẩn nên tôi quay đi. Chị muốn làm gì thì làm, tôi về đây. Tôi chưa nói xong mà cô dám đi về à? Nhà tôi còn nhiều việc, thời gian đâu mà đứng nghe chị lải nhải mấy câu chuyện vớ vẩn đấy. Đứng lại, tôi bảo cô đứng lại cơ mà. Tôi chán không buồn trả lời chị Ngọc nữa. Tôi ra ngoài thì và phải Hải. Em yêu, anh đi tìm em mãi mà không được. Tôi lử mắt quát Hải, tránh xa tôi ra. Kìa, sao lại quát anh rồi? Vợ sắp cưới của anh vừa đe dọa tôi đấy. Anh có vợ rồi thì sống hẳn hoi tử tế đi, đừng có mà chạy loang quăng. Hải gắt lên. Vợ nào? Em có biết em vừa nói gì không? Tôi không quan tâm. Từ giờ tránh xa tôi ra, đừng có mà để tôi mang tiếng oan nữa. Tôi vùng vẳng bỏ về. Hải bực quá, đi vào phòng thấy Ngọc đang ngồi xem điện thoại. Hải tức quá, giật luôn các điện thoại của Ngọc và ném xuống đất, vỡ nát. Kìa anh, sao anh lại đập điện thoại của em? Cô vừa nói gì với An hả? Em có nói gì đâu. Có nói sai gì à? Nó nói gì với anh thế? Cô thôi đi. Cô đừng nghĩ bố tôi cho cô vào đây thì cô muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Tôi sẽ không bao giờ thích một người như cô đâu. Mới đầu tôi còn muốn mai mối cô với bố tôi, nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Cô không xứng với bố tôi. Tốt nhất là cô nên rời khỏi đây đi. Đừng để tôi phải gọi điện cho bố cô, bảo ông ta tới đón cô. Như thế thì ngại lắm. Ngọc liền nói. Anh nghe em nói đã. Cả anh và anh Thành đều bị con An đó dò mũi rồi. Nó không có tốt đẹp như anh nghĩ đâu. Cô vẫn còn muốn đặt điều cho cô ấy à? Nó dụ dỗ anh Thành. Chính tận mắt em nhìn thấy nó dụ dỗ anh Thành. Hai người đút cho nhau ăn ngay trong cái phòng anh Thành đấy. Ăn xong anh Thành và nó còn hôn nhau nữa. Anh Thành còn đưa túi đồ cho nó mang về đấy. Hải liền túm lấy Ngọc. Anh bóp cổ Ngọc, vừa bóp vừa nghiến răng. Cô dám đặt điều cho An sao? Tôi cảnh cáo cô rồi cơ mà. Ngọc giãy giụa, nhưng càng giãy giụa thì tay Hải càng siết chặt hơn. Anh bỏ tay ra đi, em có bằng chứng mà. Hải nghiến răng nghiến lợi. Bằng chứng đâu? Ngọc nhớ ra mấy cái ảnh cô vừa chụp ở điện thoại của cô, nhưng điện thoại bị Hải đập vỡ rồi còn đâu. Em đã chụp lại rồi, nhưng anh vừa đập nát điện thoại của em. Cô đùa tôi đây à? Hải tức lắm. Anh đang định gọi bảo vệ vào lôi cổ Ngọc ra ngoài thì Thành đi qua thấy ầm ĩ, anh ta mới chạy vào can. Hải, em bình tĩnh đi, có chuyện gì thì bình tĩnh rồi nói. Anh tránh ra, chuyện của em tự giải quyết. Em mau dừng lại đi, để mọi người biết em ra tay với một cô gái thì không được. Hải buông tay ra. Cút. Ngọc vẫn lì mặt không chịu về. Cô vẫn tiếp tục tìm cơ hội dìm ăn xuống. Có anh Thành ở đây, vậy anh hỏi anh Thành đi. Anh hỏi xem có phải An vào phòng anh Thành không? Hải quay lại hỏi anh Thành. An tới phòng anh thật ư? Thành gật đầu. Ừ, nhưng là anh gọi cô ấy tới. Ngọc tiếp tục nói. Anh Thành còn gọt táo đút cho An ăn. Em nói có đúng không? Thành gật đầu. Đúng. Hải sững người nhìn Thành. Ngọc lại tiếp tục. Sau đó anh còn đưa một túi to cho An mang về, đúng không? Đúng. Ngọc quay ra nhìn Hải nói chắc chắn. Anh nghe rõ chưa? Em đã chụp lại rồi, nhưng anh đập mất điện thoại của em rồi còn đâu. Thành nổi giận nhìn Ngọc. Cô theo dõi tôi đây à? Đâu có, tại đúng lúc em đi qua đấy thôi. Im mồm đi, đồ xấu xa. Cô mau rời khỏi khách sạn đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cả Thành và Hải cùng nổi giận đuổi Ngọc đi. Tự dưng Ngọc lại bị gậy ông đập lưng ông. Cô vô cùng tức giận và bị bảo vệ lôi ra ngoài. Thành và Hải nhìn nhau, ánh mắt căng thẳng. Hải nắm chặt hai bàn tay lại. Chúng ta ngồi nói chuyện đi. Thành gật đầu. Ừ. Anh thích An à? Đúng rồi. Hải ngập ngừng hỏi. Anh thích cô ấy từ khi nào? Cũng lâu lắm rồi. Hải khẽ nói. Anh biết em thích cô ấy, mà anh vẫn cố tình theo đuổi cô ấy là sao? Thành thẳng thắn nói.
Nếu em đùa giỡn với cô ấy thì để anh thật lòng với cô ấy. Anh biết em đùa giỡn với cô ấy ư? Từ trước tới nay em có thật lòng với ai đâu. Hải bật cười. Đúng là như vậy. Nhưng lần này với An thì em thật lòng. Em thích An thật lòng. Nhưng người An thích là anh chứ không phải em. Em chắc cũng nhận ra đúng không? Không, không phải vậy. An cũng không thích anh đâu. Em tự tìm hiểu lại xem cô ấy có thích anh hay là không. Thành và Hải lần đầu tiên trong đời rứt mẻ tình cảm vì một cô gái. Trước khi ra về, Thành nhắc lại. Anh sẽ chăm sóc cô ấy. Còn em đi lo chuyện của Ngọc đi. Thành về lâu rồi, nhưng Hải vẫn còn ngồi đó không nhúc nhích. Tối hôm đó về nhà, Hải không ngủ được. Anh cứ chằn chọc mãi. Nửa đêm anh xuống nhà tìm rượu uống. Hải thấy bố đang ngồi trong phòng. Sao giờ bố vẫn chưa ngủ à? Bố không ngủ được. Con bị tỉnh giấc à? Con đang suy nghĩ một chuyện nên không ngủ được. Bố uống rượu với con đi. Ừ. Hải rót rượu mời bố. Ông Quang nhìn con trai. Con có tâm sự à? Con hỏi bố chuyện này nhé. Ừ, hỏi đi. Bố nghe đây. Nếu hai anh em cùng thích một cô gái thì phải làm sao? Ông Quang cười. Con và cái Thành cùng thích con Ngọc à? Không, cô ta có cho con cũng không thèm. Thế là cô gái nào? Cô gái nào mà khiến cho cả con với cái Thành trở mặt với nhau? Là... Khoan đã. Đừng có nói với bố là cả con với Thành cùng thích con bé An làm tạp vụ trong khách sạn nhé. Hải cười. Bố giỏi thật, chuyện gì bố cũng biết. Ông Quang đổi sắc mặt. Mày, trên đời này hết con gái rồi hay sao? Mà mày lại đi thích cái đứa nhà nghèo như thế? Giàu với nghèo đâu có quan trọng. Vấn đề quan trọng là sau này cô ấy sống với con như thế nào thôi. Thằng Thành, nó thích thì kệ nó thích. Còn con thì dẹp ngay đi, bố không cho phép đâu đấy. Không được, con không từ bỏ cô ấy đâu. Thế con định vì con bé đó mà trở mặt với Thành à? Đằng nào mà con với anh ấy chẳng trở mặt với nhau. Vì con với anh ấy cũng đang tranh nhau cái ghế tổng giám đốc mà. Vậy thì trở mặt luôn từ bây giờ đi. Ông Quang thấy con trai kiên quyết nên ông cười và nói. Nếu con muốn bố chấp nhận con bé An thì con phải hoàn thành tốt những dự án sắp tới rồi ngồi lên cái ghế tổng giám đốc. Con có làm được không? Bố nói thật chứ. Thật, bố nói thật. Con bé An đó cưới về cho nó đi học rồi sau này vào quản lý khách sạn cho gia đình mình. Thế cũng được. Vậy thì tốt quá, con sẽ cố gắng hết mình, bố cứ chờ mà xem. Thành không đơn giản đâu, con nghĩ là con thắng được cậu ta không? Được, nhất định con sẽ làm được. Ngày hôm sau, tôi vừa tới khách sạn thì Hải kéo tôi vào phòng và nói. Em đừng làm tạp vụ nữa, đi học đi. Học cái gì? Đi học để sau này quản lý khách sạn cho anh. Anh bị làm sao thế? Tôi nghỉ học 3 năm nay rồi, giờ còn học hành gì chứ? Chuyện đó em không cần lo. Em chỉ việc tới lớp học, còn mọi thứ anh lo hết. Không, tôi không muốn làm phiền người khác đâu. Tôi đi làm việc đây. Hải liền kéo tay tôi. An, bỏ tay ra đi. Anh đừng cứ hở một tí là động tay động chân như thế. Vợ anh lại chửi tôi đấy. Em nói Ngọc á? Anh cho cô ta lượn rồi. Đúng lúc Thành đi qua thấy vậy, anh ta liền đứng lại nhìn tôi và nói. An, em nhớ cuộc hẹn của chúng ta tối nay đấy nhé. 7 giờ anh qua đón em. Tôi ngập ngừng chưa biết nói sao thì Hải đã nổi cơn ghen. Cuộc hẹn tối nay á? Em mà đi là anh chặt chân em đấy. Thành kéo tay tôi đi, Hải kéo tay tôi lại. Tôi đứng ở giữa hai người đàn ông. Trời ơi, hai người đang làm cái trò gì thế? Hải và Thành nhìn nhau với ánh mắt khó chịu. Hải và Thành cùng nhau lử mắt. Bỏ tay cô ấy ra. Thành lử mắt lại. Bỏ cô ấy ra. Tôi gắt lên. Hai người có thôi không? Bỏ tay tôi ra để tôi còn đi làm việc nữa. Không bỏ. Anh trợ lý của Thành đi qua thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi. Cậu Thành, cậu Hải, hai cậu đang làm gì vậy? Tôi nói luôn. Anh ơi, anh bảo hai người này bỏ tay em ra để em đi làm việc được không ạ? Muộn rồi. Anh trợ lý khẽ nói. Mời hai cậu tới phòng họp cổ đông, mọi người đang chờ ạ. Thành và Hải lập tức buông tay tôi. Đấy, tí thì tôi quên mất. Thành vội vàng đi luôn, còn Hải thì vẫn bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng bảo tôi. Em về nghỉ đi, không phải làm việc nữa đâu. Giờ em ngồi ở đây chờ anh. Anh học xong rồi anh đưa em về nhận lớp. Học hành cái gì? Hải vừa đi khỏi thì tôi chạy về chỗ cô Hoa.
Cháu xin lỗi, cháu bận chút nên làm trễ ạ. Cô Hoa nhìn tôi cười nói. Từ bây giờ cháu không phải làm tạp vụ nữa đâu. Cháu về nhà lo mà học hành tốt nhé. Tôi mới ngớ người ra. Sao tới cô cũng nói như vậy ạ? Quản lý vừa thông báo rồi. Cháu về đi học đi. Sau này làm quản lý rồi đừng có bơ cô. Tôi gãi đầu gãi tai. Cái tên này, hắn bắt mình đi học thật à? Tôi lững thững đi về phòng của Hải. Ngồi chờ anh ta 2 tiếng, cuộc họp kết thúc. Anh ta đi về ôm cổ tôi. Em yêu, chờ anh lâu không? Cái tên này, sao anh không cho tôi làm việc nữa? Giờ anh đưa em đi nhận lớp. Em học ngoan, rồi anh cho phép em vừa học vừa làm. Còn nếu mà em không ngoan, thì ngoài việc học ra, em không được phép làm gì hết. Em chọn đi. Anh đúng là hết thuốc chữa. Sao cứ bắt tôi đi học chứ? Tôi đang làm yên ổn mà. Làm quản lý 30 đến 50 triệu, không hơn làm tạp vụ 8 triệu à? Em có động não một tí đi. Nhưng tôi không có tiền đi học. Anh lo xong vụ đó rồi, em chỉ việc học thôi. Hải kéo tôi đi nhận lớp, rồi anh đưa tôi đi mua đồ chuẩn bị đi học. Anh đưa tôi về nhà. Cảm ơn anh về đi. Anh không về, anh vào chơi với bố mẹ em. Cái anh này, chơi bời cái gì, anh đi về đi. Anh vào chơi với bố mẹ em mà em cũng cấm à? Sao em vô lý thế, tránh ra đi. Hải đi thẳng vào nhà. Con chào hai bác. Bố mẹ tôi ngạc nhiên hỏi. Ai vậy? Dạ cháu là Hải. Có phải cậu Hải, chủ tịch tập đoàn khách sạn không? Vâng, chính là cháu ạ. Trời ơi, lần đầu tiên được gặp mặt cậu ngoài đời, thật là vinh hạnh quá. Mời cậu ngồi ạ. Bố tôi pha trà mời khách, còn mẹ tôi thì giục. An, đi chợ nấu cơm đi con. Trưa rồi mời cậu Hải ở đây ăn cơm luôn. Tôi xì cái mặt ra. Con không đi. Cái con bé này. Tôi vùng vằng bỏ về phòng, mặc cho bố mẹ tôi và anh ta ngồi nói chuyện với nhau. Tới trưa, Hải gọi cho nhà hàng bảo họ làm đồ ăn mang tới nhà tôi. Mẹ tôi dọn đồ ra bàn và vào phòng gọi tôi dậy. Dậy đi con, dậy đi. Mẹ ra đi, con buồn ngủ lắm. Dậy đi, nhanh nhanh, cậu Hải đặt nhiều đồ ăn ngon lắm đấy, mau dậy đi con. Mẹ tôi lôi tôi sỉnh sạch ra ngoài. Tôi ngồi xuống bàn ăn mà mặt chảy dài ra. Tôi lừ mắt nhìn anh ta, thì anh ta cười, quay đi chỗ khác. Anh giỏi lắm, được lắm. Anh không giỏi mà anh lại ở nhà em ăn cơm được à? Thôi, em đừng giận anh nữa. Hải ở lại nhà tôi chơi tới tối mới về. Anh ta vừa đi khỏi, mẹ tôi liền túm tôi chà hỏi. Con ngồi xuống đây, mẹ bảo. Mẹ bảo con gì ạ? Làm sao mà con lại quen được cậu chủ khách sạn đó vậy? À, con và hắn chỉ quen sơ sơ thôi. Quen sơ sơ mà cậu ấy lại tới nhà mình ăn cơm á? Con khai thật đi, hai đứa yêu nhau phải không? Tôi giãy nảy lên. Không bao giờ có chuyện đó, thôi con về phòng đây. Đứng lại, mẹ chưa hỏi xong. Tôi biết tính mẹ tôi là tính phổi bò, nên tôi bịa chuyện để đánh lừa mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng tin lời anh ta nói, đầu óc anh ấy có vấn đề đấy. Đầu óc cậu ấy có vấn đề á? Vâng, thế anh ta nói gì với mẹ? Cậu ấy nói sẽ mua nhà cho chúng ta, rồi cho mẹ tiền kinh doanh. Cậu ấy còn nói nuôi con ăn học, cậu ấy nói nhiều lắm. Anh ta bốc phét đấy mẹ ạ, đầu óc anh ta có vấn đề. Đáng lẽ anh ta phải ở trong trại tâm thần, nhưng mà anh ta nhà giàu, nhiều tiền đút vào nên anh ta mới được về đấy. Suốt ngày anh ta đi lừa gái như thế đó. Mẹ thấy mắt phải của anh ta vẫn bầm tím đấy. Hôm trước trêu gái bị người ta đấm cho. Thế cậu chủ mà mọi người hay nhắc tới không phải cậu ta thì là ai? Người mà mọi người hay nhắc là anh của anh ta. Anh ấy tên là Thành. Chứ cái tên kia thì không làm được gì đâu. Mặt mẹ tôi tối sầm lại. Tôi nói như thật khiến mẹ tôi tin sái cổ. Bà thất vọng lắm. Thế mà mẹ tưởng nó hẳn hoi, ai ngờ nó bị tâm thần. Tôi buồn cười lắm nhưng không dám cười. Đấy, lần sau hắn tới mẹ đuổi hắn về nhé. Chứ tiếp xúc với người bị tâm thần nguy hiểm lắm, có ngày mang họa vào thân đấy mẹ ạ. Mẹ tôi gật gù. Mẹ biết rồi, thế mà cứ tưởng con tìm được bến đỗ tốt rồi chứ. Thôi, quên mấy chuyện đấy đi. Vâng ạ. Tôi vào phòng đóng cửa lại rồi phá lên cười. Hắn ta mà biết chắc phải điên lắm đây. Sau khi họp cổ đông, phiếu bầu nghiêng về phía Hải, Thành bị tụt lại phía sau. Anh về phòng suy nghĩ mãi. Trợ lý của anh pha trà rồi bê vào phòng cho Thành. Mời cậu uống trà. Hải nó vượt qua tôi rồi đấy. Các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Anh trợ lý cúi mặt giải thích.
Dạo này cậu Hải chịu khó làm việc, dự án bên đó đạt doanh thu cao nên các cổ đông ủng hộ cậu ấy nhiều. Chúng ta thì không cố gắng sao? Chúng ta cố gắng. Từ trước tới nay chúng ta luôn cố gắng, nhưng chúng ta cũng chỉ bình bình, chưa có đột phá. Bây giờ mọi người thấy cậu Hải thay đổi rõ rệt nên mọi người thấy bất ngờ. Thành thở dài khó chịu. Sao tự dưng đợt này nó lại ngoan vậy chứ? Trước chỉ biết chơi bời lêu lỏng, nó có làm được gì đâu. Chắc cậu ấy nói đúng, cậu ấy thay đổi vì con bé An thật rồi. Thành nắm chặt bàn tay. Thôi, anh ra ngoài đi, tôi muốn ngồi một mình. Vì mải suy nghĩ chuyện công ty, Thành quên luôn cuộc hẹn với An. An cũng mải nghĩ về Hải nên cô không nhớ gì cả. 7 giờ sáng, tôi đang ngồi ăn mì tôm thì Hải tới. Anh ta le te đi vào, thấy mẹ tôi quét sân, chào hớn hở. Con chào bác. Mẹ tôi lửa mắt quát. Cậu tới đây làm gì? Dạ, con tới đón em An đi học. Mẹ tôi cầm chổi chĩa vào mặt Hải và quát. Đón cái gì mà đón? Cậu đi về đi, đừng bao giờ tới đây nữa. Đầu óc có vấn đề thì ở nhà, đừng có chạy lung tung rồi phát bệnh ra, ảnh hưởng tới người khác. Tôi ngồi ăn mì, nghe mẹ tôi quát Hải như thế thì tôi sặc và ho. Tôi kéo sợi mì ở mũi ra. Hú hồn chim én. Hải choáng trước thái độ của mẹ tôi. Vừa hôm trước bà còn đưa anh lên tận trời xanh, thế mà hôm nay lại dập anh xuống đất. Hải ngơ ngác hỏi. Bác à, bác nói gì con nghe không hiểu. Cậu về đi, đừng bao giờ tới tìm con gái tôi nữa. Nhà tôi nghèo thật, nhưng tôi không bao giờ đồng ý cho con gái mình quen một thằng tâm thần đâu. Cậu tránh xa con gái tôi ra. Hải trố mắt kinh ngạc. Tâm thần? Ai bị tâm thần vậy bác? Cậu chị ai? Về đi, về ngay đi. Mẹ tôi đẩy Hải ra ngoài, chốt cổng lại. Cậu về đi, trước khi tôi nổi giận tôi thả chó ra đấy. Ơ, bác hiểu lầm rồi. Bác mở cửa cho con đã, bác ơi. Tôi ăn mì xong, mẹ tôi liền đi vào và hỏi. Mẹ đuổi nó rồi, cái thằng tâm thần lì lợm. Dạ, mẹ làm rất đúng ạ. Tôi đi ra cửa, thấy Hải đang trèo qua cánh cửa để vào nhà. Sao anh không về đi, còn trèo vào nhà tôi làm gì? Mẹ em đang hiểu lầm anh phải vào giải thích cho mẹ em hiểu. Không biết mẹ em nghe anh nói linh tinh mà lại bảo anh bị tâm thần. Mẹ tôi ở trong nhà đi ra, thấy Hải treo vào cửa cổng. Bà chạy ra cầm chổi vụt vào chân Hải tới tấp. Tôi bảo cậu về, sao cậu còn cố tình treo vào hả? Nay thì treo này. Hải bị vụt liên tiếp, đau quá, kêu ầm ĩ, rồi nhảy xuống, quần bị móc vào cửa, rách một miếng to tướng ở mông. Tôi không nhịn được nữa, liền phá lên cười. Cuối cùng vì thấy tội nghiệp Hải, tôi đã nói thật cho mẹ biết Hải không bị tâm thần. Thế là mẹ tôi vứt chổi sang một bên, sợ tái mặt. Bác xin lỗi, tại bác tưởng... Hải lấy tay che mồm nhăn nhó. Vâng, không sao ạ, không biết không có tội. Rồi Hải quay sang nhìn tôi. Em thấy vui lắm à? Mà sao cứ cười mãi thế? Nhìn bộ dạng của Hải, tôi áy náy. Tôi gãi đầu và nói. Tôi xin lỗi anh nhé, tôi đùa hơi quá rồi. Mẹ tôi ngại quá, bà lảng sang nhà hàng xóm. Bố tôi đi tập thể dục chưa về, tôi và Hải vào nhà ngồi nói chuyện với nhau. Quần anh rách rồi, để tôi lấy quần anh trai tôi cho anh mặc. Ừ, thế cũng được. Tôi đứng dậy để đi lấy quần, thì Hải kéo tay tôi, khiến tôi ngồi lên lòng anh ta. Tôi đứng dậy thì anh ta đã ôm chặt lấy tôi rồi. Em làm tôi bị tổn thương, em đền cho tôi đi. Đền cái gì chứ? Hôn. Tôi chưa kịp phản ứng thì Hải đã hôn lên môi tôi. Tôi vội đẩy Hải ra nhưng không được. Cuối cùng tôi cũng chấp nhận nụ hôn ấy. Tôi không dãy dụa nữa mà ngồi im đáp lại nụ hôn của Hải. Nghe tiếng mở cửa, Hải vội buông tôi ra. Nhìn ra ngoài thấy bố tôi về. Con chào bác, bác đi tập thể dục về ạ. Ừ, cháu tới chơi à? Dạ, con tới đón An đi học. Bố tôi gật đầu rồi nói. Con chịu khó học, đừng phụ lòng cậu Hải biết chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Ừ, hai đứa đi đi không muộn. Hải lái xe chở tôi đi học, còn anh đi làm. Vừa đi anh vừa nói. Anh đánh dấu chủ quyền rồi nhé, anh không cho phép ai xen vào đâu đấy. Đánh dấu chủ quyền cái gì? Anh cảm nhận được là em cũng thích anh rồi, đừng có mà chối. Anh cứ ngồi đó mà ảo tưởng đi. Chẳng qua lúc đó em không tránh kịp thôi, nếu không nụ hôn đó sẽ không xảy ra đâu. Em thích anh rồi, sao lại không dám thừa nhận? Tôi vẫn cố cãi. Không bao giờ có chuyện đó, anh bị ảo tưởng rồi. Đang tranh cãi thì Hải có điện thoại. Alo. Anh Hải à, em đây. Em nào? Em Ngọc,
em đang trên đường tới khách sạn gặp anh. Gặp tôi làm gì? Em có chuyện muốn nói. Hải tắt máy luôn, tôi thấy hơi khó chịu. Sao lại tắt máy ngang vậy? Anh không muốn nói chuyện với cô ta thì anh tắt máy thôi. Sao mà nhìn mặt em khó chịu thế? Hay là đang ghen? Tôi không rảnh mà ghen, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Hải nhìn tôi cười. Rõ ràng là ghen mà còn chối. Yên tâm, Hải đã chọn em rồi thì cả cuộc đời này anh chỉ có mình em thôi. Đàn ông mà chỉ biết một người phụ nữ không tồn tại đâu anh ạ. Anh bất sàm đi. Rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy cuộc đời anh chỉ có em mà thôi. Tôi đi học buổi sáng, buổi chiều tới khách sạn làm việc. Đi học một tuần ngộ ra nhiều điều lắm và tôi nhận ra học thức thật quan trọng. Tôi đang ngồi làm việc thì Thành gõ cửa. Anh vào được không? Dạ anh vào đi ạ. Thành nhìn tôi cười. Em đi học rồi đúng không? Tốt quá. Trước anh từng nghĩ đưa em đi học nhưng vì công việc lu bu mà anh chưa có thể sắp xếp được. Em cố gắng lên nhé. Vâng ạ. Thành ngập ngừng hỏi. Em và Hải... Anh hỏi đi. Thôi bỏ đi. Thành lấy một nắm kẹo trong túi để lên bàn. Cho em này. Thôi anh về phòng đây. Thành ra cửa thì gặp Hải ở cửa. Hải đi vào thấy kẹo trên bàn. Anh cầm nắm kẹo thả vào thùng rác. Ăn kẹo sâu răng, bỏ đi. Ơ, sao anh mất lịch sự thế? Thay vì ăn kẹo, em hãy ăn anh đi. Anh còn ngọt hơn cả kẹo đây này. Tôi phì cười. Nào, lại gần đây xem. Hải hí hửng lại gần. Đây, anh đây. Tôi túm lấy tay Hải cho lên mồm cắn. Hải đau quá, nhảy ngược lên. Sao em lại cắn anh? Đau quá. Thì anh bảo em ăn đi mà. Mới cắn miếng nó nhảy ngược lên rồi. Hải gãi đầu. Ý anh là ăn cái khác cơ. Ăn cái gì? Anh cứ để hết ra đây để em ăn đi. Hải nhìn tôi ái ngại. Thôi, thôi anh xin. Đâu phải cái gì cũng cho lên mồm cắn được đâu. Anh biết vậy là tốt đấy. Hải ngồi gần. Cuộc họp lần tới, anh sẽ ngồi lên cái ghế tổng giám đốc. Em thấy anh giỏi chưa? Giỏi. Tất cả là vì em đấy. Từ khi gặp em, anh đã thay đổi nhiều tới mức anh không còn nhận ra mình nữa. Thật là kỳ lạ. Là do bản thân anh tự lực, chứ em có giúp được gì cho anh đâu. Có đấy, em chính là động lực để anh thay đổi. Anh thay mặt bố cảm ơn em đã giúp ông ấy tìm lại đứa con tử tế. Tôi thấy rung động trước những lời nói thật lòng của Hải. Ngọc đẩy cửa đi vào. Anh Hải ơi! Nhìn thấy tôi và Hải nắm tay nhau, Ngọc sầm mặt lại. Hai người làm trò gì thế? Hải bình thản trả lời. Nắm tay, cô nhìn thấy rồi mà. Ngọc nhìn tôi mỉa mai. Một phút lên tiên, vì Thành Thiên Nga, cô thành công rồi đấy. Tôi ngưỡng mộ cô thật. Không biết cô đã làm gì để được bố anh ấy chấp nhận nhỉ? Hải lừa mắt nhìn Ngọc đe dọa. Ăn nói cho tử tế vào. Tôi không muốn mang tiếng là nặng tay với đàn bà đâu. Nhà anh bị mù cả rồi. Cả nhà anh bị nó mê hoặc. Tôi thở dài ngao ngán. Chị cứ làm như tôi là thần thánh, biết mê hoặc người khác ấy. Rồi cô sẽ phải trả giá cho chuyện này. Hải túm tóc Ngọc, anh ta trừng mắt và nói. Tôi cảnh cáo cô mà động tới một sợi lông chân của cô ấy thì cô chết với tôi đấy, rõ chưa? Hải đuổi Ngọc ra ngoài. Ngọc vừa đi vừa lảo bảo. Đồ khốn kiếp, mày sẽ biết tay tao. Tao sẽ không chịu thua mày đâu. Ngọc va phải Loan, cô nghiến răng quát. Này, mù à, đi không nhìn đường à? Loan cũng không kém cạnh, cô lử mắt. Chính cô đâm vào tôi, lại còn ra mồm. Ngọc nghe giọng quen quen, cô nhìn lại và nhận ra người quen. Chị Loan, có phải chị Loan không? Đúng rồi, cô là ai thế? Em Ngọc này, lâu lắm rồi không gặp chị khỏe không ạ? Loan nhận ra Ngọc, nhưng cô bình thản nói. Tôi biết rồi, cô tới đây làm gì? Ngọc buồn bã nói. Em tới tìm Hải, nhưng mà anh ấy bỏ rơi em rồi chị ơi. Loan nhếch mép cười. Hải có bao giờ thật lòng với ai đâu. Nó bỏ rơi cô là chuyện bình thường, có gì mà lạ. Chị nói anh ấy chưa thật lòng với ai, nhưng mà anh ấy lại khẳng định anh ấy thật lòng với con danh nhà nghèo đó. Anh Hải thay đổi là vì cô bé đó. Loan thấy tò mò. Con danh nào mà tôi không biết nhỉ? Ngọc liền nói. Chị ra ghế ngoài kia ngồi để em kể cho chị nghe. Con bé đấy nó kinh lắm, nó còn dụ dỗ cả anh Thành nữa. Loan nghe nói tới Thành, cô cau mày. Dụ dỗ Thành á? Đứa nào mà dám to gan thế? Nó tên là Bình An, làm tạp vụ ở đây 3 năm rồi. Nhà nó thì nghèo lắm, nên nó muốn bám vào Hải để thay đổi cuộc đời. Vừa rồi Hải còn cho nó đi học để sau này về làm quản lý khách sạn đấy. Hải còn tuyên bố sẽ cưới nó. Thế còn chuyện dụ dỗ Thành là sao?
thì nó bắt cá hai tay. Nó ít tuổi nhưng mà cáo già lắm chị ơi. Những lúc anh Hải không ở đây, nó vào phòng anh Thành ve vãn anh ấy. Mà kể ra cũng lạ thật, anh Thành cũng mê nó lắm, đều mua hoa quả ngon cho nó ăn, lại còn tự tay đút cho nó ăn nữa. Em tận mắt chứng kiến, quay video lại, nhưng tiếc là anh Hải đập vỡ máy rồi. Sắc mặt Loan thay đổi luôn, Loan tức lắm, bởi Thành là người cô yêu. Nhưng vì ngày trước có hiểu lầm nên cô và Thành mới chia tay. Sau đó vì tham vật chất, cô lại quen bố của Thành, trở thành mẹ kế của Thành. Cô cứ tưởng gần Thành thì cô sẽ có được tình yêu của anh một lần nữa. Nhưng cô đã nhầm, Thành không bao giờ muốn quay lại với cô. Khi nghe Ngọc nói rằng có người về vãn Thành thì Loan thật là tức tối. Cô nói thật sao? Vâng chị, em hận nó lắm vì nó dám cướp Hải của em. Em hận lắm mà không làm gì được nó chị ạ. Tại sao? Cô kém cỏi vậy á? Lúc nào nó cũng được anh Hải và anh Thành bảo vệ thì em làm gì được đây? Hải ngu muội thì đã đành. Một người chín chắn như Thành mà cũng bị con danh đó lừa sao? Ngọc liền gợi ý. Chị Loan, em biết là chị vẫn quan tâm tới anh Thành đúng không? Sao cô lại nói vậy? Em muốn chị về đội của em và chị sẽ tìm cách loại bỏ con danh đó. Loan lắc đầu. Tôi không rảnh lo chuyện bao đồng, cô tự đi mà làm. Thế chị không thương anh Thành nữa à? Có, tôi thương anh ấy. Vậy thì chị bắt tay với em, chúng ta loại bỏ cô bé đó. Tới lúc đó không ai làm phiền Thành và Hải nữa, chị có hiểu không? Loan suy nghĩ rồi nói. Được rồi, để tôi tính. Loan và Ngọc bắt đầu bàn bạc kế hoạch của mình. Loan mở cửa phòng Thành khiến Thành giật mình. Gì? Sao gì không gõ cửa? Thành làm gì mà căng thế? Loan tới thăm Thành mà. Gì tới đây làm gì? Loan nghe nói Hải đang dẫn đầu bảng đúng không? Thành làm gì mà để thua cậu ta vậy? Bị Loan động tới nỗi buồn, Thành cảm thấy khó chịu, anh cau mày. Dì rảnh quá không có việc để làm nữa à? Dì tới đây sỉ nhục tôi hay sao? Không, em thấy thương anh nên em tới động viên anh thôi. Không cần, mời dì về cho. Loan lại gần để tay lên vai của Thành. Thành có cần Loan giúp gì không? Thành gạt tay Loan ra. Đừng động vào người tôi. Nếu anh cứ cố chấp như vậy thì anh sẽ thất bại dưới tay Hải đấy. Thành thở dài, anh ngồi lặng im. Từ trước tới nay Thành luôn dẫn trước Hải, thế mà lần này anh lại tụt lại phía sau, nên anh vô cùng khó chịu. Anh không thể chấp nhận sự thật này. Suy nghĩ một hồi, Thành quay lại nhìn Loan. Dì muốn giúp tôi ư? Dì sẽ giúp bằng cách nào đây, khi mọi người đã đứng về Hải rồi? Loan khẽ cười và nói. Ngày mai cuộc họp chính thức diễn ra đúng không? Đúng. Chắc mai Hải sẽ ngồi lên ghế tổng thôi. Vậy chúng ta hãy làm gì đó để ngày mai Hải không có mặt ở đấy. Không có mặt thì bị hủy tư cách tham gia. Vậy Thành sẽ chính thức xoán ngôi vị cao nhất rồi. Bằng cách nào? Bắt cóc. Thành phì cười. Dì bị ảo tưởng à? Bên cạnh Hải luôn có vệ sĩ giỏi. Dì cũng biết chú Quang rồi đấy. Từ trước tới nay chú luôn cho người âm thầm bảo vệ Hải. Nhất định là đợt này một con kiến cũng không thể qua mặt được chú ấy. Vậy mà dì lại nghĩ ra được ý tưởng điên rồ đấy sao? Loan ôm cổ và nói nhỏ vào tai Thành. Loan đâu có nói là chúng ta bắt cóc Hải đâu. Người chúng ta bắt cóc là đứa con gái kia kìa. Hải sẽ lập tức rời bỏ cuộc họp để đi tìm nó. Thành quay lại túm cổ áo của Loan. Sao dì dám bắt cóc An chứ? Tôi không cho phép đâu. Sao thế? Thành thương cô gái đấy à? Thế nhưng Thành thật đáng thương khi người nó chọn lại là Hải. Dì im đi, dì biết gì mà nói. Loan biết nhiều lắm, chỉ sợ Thành không dám nghe Loan nói thôi. Ông Quang cũng đã chấp nhận nó làm con dâu rồi đấy. Đó là lý do vì sao Hải lại đưa An đi học. Ông Quang định hướng tất cả mọi chuyện. Thế Thành vẫn ngu ngốc không biết gì à? Không thể có chuyện đấy được. Mấy hôm trước An vẫn nói là không có gì mà. Đấy là mấy hôm trước. Còn bây giờ họ yêu nhau rồi. Mọi chuyện như vậy mà Thành chẳng biết gì. Thật là quá tệ. Phải tới khi Thành gọi trợ lý vào xác nhận mọi chuyện Loan nói là thật, anh mới sững sờ. Mình ngốc thật. Loan cười khẩy. Muộn rồi, giờ Thành có hối hận cũng muộn rồi. Bị Loan kích nhiều, Thành mất phương hướng. Cuối cùng Thành đồng ý làm theo kế hoạch của Loan. Loan bày cách cho Thành, nhưng người đứng ra làm việc đó lại là Ngọc. Tối Hải tới nhà ăn tối, sau đó anh xin phép bố mẹ cho tôi đi chơi cùng anh. Mai cuộc họp chính thức diễn ra rồi, em động viên anh một nụ hôn đi, để anh lấy động lực. Không, kệ anh. Sao em khó khăn với anh thế chứ, bà Tổng ơi, bà Tổng. Em đâu phải là bà Tổng.
Mai anh lên chức tổng thì em sẽ là bà tổng. Em thấy anh nói có đúng không? Hải kéo tôi lại rồi chu mỏ lên. Nào hôn cái đi mà. Bà tổng cho ông tổng xin một chút tình thương đi mà. Mai anh thua thì sao? Chưa gì đã nghĩ là mình thắng rồi. Anh thắng là cái chắc. 70% phiếu bầu hướng về anh rồi. Em nghĩ với 30% thì Thành có thắng nổi anh là không? Trừ khi anh bỏ cuộc thôi. Vâng, anh cố lên nhé. Không cố, hay là anh bỏ cuộc nhỉ? Ơ, anh bị làm sao thế? Sao lại bỏ cuộc? Thế em hôn anh đi. Bằng không thì anh bỏ cuộc đấy. Tôi bực quá, liền túm tóc Hải và kéo xuống, hôn anh. Rồi tôi cắn cho anh một cái vào môi. Á, đáng đợi anh. Sao em dám cắn anh chứ? Đau thật đấy. Cho anh chừa cái tội nói năng không suy nghĩ đi. Hải ôm lấy tôi, anh hôn lên trán tôi và nói. Anh biết rồi. Sáng hôm sau, Hải ăn mặc chỉnh chu, đứng vuốt tóc trước gương. Bố anh gật đầu. Tốt lắm con trai, bố rất tự hào về con. Cảm ơn con. Người bố nên cảm ơn là An, cô ấy đã làm con thay đổi đấy bố ạ. Bố nhớ rồi, cái đứa đấm con tí thì chuột mắt đấy đúng không? Bố buồn cười thật, sao mà bố lại biết chuyện đấy chứ? Chuyện gì của con mà bố chẳng biết. Nhưng mà bố nể con bé đấy, nó có thể thay đổi được con thì nó cũng không phải người bình thường. Vậy bố chuẩn bị để con cưới vợ đi là vừa. Tôi biết rồi, tôi cưới nó về cho anh. Sau này anh bị nó đấm chuột mắt thì đừng có mà trách tôi. Tôi dậy sớm mặc váy, rồi trang điểm nhẹ nhàng, chuẩn bị tới khách sạn. Hôm nay là ngày đặc biệt mà. Gớm, có bạn trai vào thật là khác. Nhưng mà mẹ thấy đẹp lắm con gái ạ. Mẹ cứ trêu con. Thế dạo này học hành ổn chứ? Dạ ổn mẹ ạ. Mẹ tôi ngồi xuống, bà thở dài nói. Mẹ xin lỗi con. Đáng lẽ ngày trước mẹ không nên bắt con nghỉ học, thì có lẽ bây giờ con đang đi học rồi, chứ không phải đi làm việc vất vả như vậy. Tất cả là do mẹ không tốt. Thôi, chuyện qua rồi, mẹ chỉ cần bây giờ mẹ và anh trai chịu khó làm ăn thì con yên tâm. Mẹ cảm ơn con nhiều nhé. À, anh Hải nói là sẽ sắp xếp cho anh trai công việc phù hợp trong khách sạn. Hy vọng từ nay anh ấy sẽ chịu khó làm ăn. Vậy thì tốt quá rồi. Dạo này thấy nó chịu khó chạy xe ôm kiếm tiền, người cháy nắng đen sì. Nếu được vào làm khách sạn thì tốt quá. Vâng, thôi, con đi đây không muộn ạ. Tôi vừa ra cổng thì một người lái xe tới. Chào cô An, cậu Hải bảo tôi tới đón cô. Ơ, sao không thấy anh ấy nói gì với tôi? Để tôi gọi điện cho anh ấy. Cậu ấy vào phòng họp rồi, không nghe máy đâu ạ. Cô lên xe đi, cô mà không đi thì cậu ấy lại lo lắng. Tôi gật đầu. Đúng rồi, sáng nay anh ấy bận họp mà. Tôi vui vẻ lên xe ngồi. Tôi giật mình khi thấy chị Ngọc ngồi trong. Chị Ngọc, sao chị lại ở đây? Chị Ngọc nhìn tôi cau mày. Tôi đi nhờ xe thôi, có gì mà cô phải căng? Anh tài xế, chúng ta đi thôi không muộn. Xe không chạy đúng đường, tôi thấy vậy liền hỏi. Sao lại đi đường này chứ? Đây không phải là đường tới khách sạn mà. Chị Ngọc nhìn tôi cười. Tất nhiên rồi, chúng ta không tới khách sạn, chúng ta đi chỗ khác chơi. Nhìn ánh mắt chị Ngọc, tôi lo lắng. Chị đưa tôi đi đâu? Tôi muốn về khách sạn ngay bây giờ, chúng ta về khách sạn đi. Chị Ngọc tỏ thái độ luôn. Tôi không thích về khách sạn bây giờ. Vậy thì chị để tôi xuống xe, tôi sẽ tự về. Muộn rồi, cô đang bị bắt cóc rồi, An ạ. Chị Ngọc, chị bắt cóc tôi ư? Chị bị sao thế? Sao lại bắt cóc tôi? Mau thả tôi xuống. Tôi mong mãi mới tới ngày hôm nay, thế mà cô lại bảo tôi thả cô ư? Đúng là hoang đường. Tại sao chị lại bắt cóc tôi? Tại sao? Vì cô cướp anh Hải của tôi, cô phải trả giá. Để xem tôi trừng trị cô thế nào nhé. Vì cô cướp anh Hải của tôi nên cô phải trả giá thôi. Để xem tôi trừng trị cô thế nào nhé. Tôi kêu ầm ĩ lên. Thả tôi xuống, thả tôi xuống. Các người mau dừng xe, mau dừng xe lại đi. Chị Ngọc lấy cái máy điện thoại ra, rồi lấy máy điện dí vào người tôi, khiến toàn thân tôi tê liệt. Cô ta quay lại. Tôi không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa. Cô kêu nữa đi, kêu lớn xem nào. Tôi u ớ. Thả, thả, tôi. Chị Ngọc lại tiếp tục cầm máy điện dí vào người tôi. Tôi không còn chút sức lực nào để phản kháng. Hải ơi, cứu em. Tại khách sạn, Hải đứng ngó nghiêng nhìn. Sao cô ấy chưa tới nhỉ? Ông Quang vỗ vai con trai. Cố lên, bố tin tưởng ở con đấy. Vâng, bố cứ yên tâm nhé. Thế con đang chờ ai? Con chờ An. Sao hôm nay cô ấy tới muộn thế nhỉ? Con gọi điện chưa? Con gọi không được. Thôi được rồi,
bố sẽ bảo người đi tìm con bé. Con cứ yên tâm vào phòng họp đi. Vâng. Hải vào phòng họp, thấy Thành ngồi bấm điện thoại. Anh cười. Anh Thành cố gắng nhé. Em cũng vậy. Thành quay sang hỏi Hải. Em sao thế? Trông em có vẻ lo lắng. À, không có gì đâu. Thành thừa biết Hải đang lo lắng vì không liên lạc được với An. Thành cũng thấy không vui. Anh giận bản thân mình phải dùng cách này để chiến thắng thì anh không thấy vui vẻ gì cả. Nhưng mọi chuyện đã lỡ, anh không biết phải làm sao. Cuộc họp bắt đầu rồi, nhưng Hải vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Sao An chưa gọi cho mình nhỉ? Ở bên ngoài, ông Quang đang chờ tin của đàn em. Người trợ lý đi qua với bộ dạng lo lắng. Ông Quang liền gọi lại. Cậu đứng lại cho tôi hỏi đã. Ông hỏi gì vậy? Tôi đang bận. Mọi người đang họp, cậu vào đó làm gì? Tôi có chuyện muốn gặp Hải. Ông Quang hiểu ngay vấn đề. Còn bé An gặp rắc rối đúng không? Sao ông biết? Cô An mất tích rồi. Tôi phải vào báo cho cậu ấy ngay. Ông Quang lắc đầu. Không được. Thằng Hải đang họp. Giờ cậu mà nói là nó sẽ đi ngay. Nó sẽ bỏ cuộc luôn đấy. Nhưng cậu Hải và cô An đang quen nhau. Nếu không báo cho cậu ấy, lỡ cậu An có mệnh hệ gì thì cậu Hải giết tôi mất. Cậu ra ngoài đi. Để tôi lo chuyện này. Ông nhớ bảo cậu Hải nhé. Để tôi ra ngoài xem thế nào. Ừ, đi đi. Ông Quang thở dài, đi đi lại lại suy nghĩ. Nếu thằng Hải biết chuyện này, chắc chắn nó sẽ đi tìm con bé ngay. Nó sẽ bỏ cuộc họp và thằng Thành sẽ thắng cuộc. Không được, mình không thể vào trong đó được. Nhưng mà... Ông vò đầu bứt tai. Nếu mình không nói cho nó biết, nó cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Rồi nó lại tiếp tục chơi bời lêu lổng như ngày xưa. Mình phải làm sao đây? Cuối cùng, ông Quang thở dài, mở cửa bước vào. Mọi người ngơ ngác nhìn ông Quang. Hải liền đứng dậy và hỏi. Bố! Hải! An mất tích rồi. Hải hốt hoảng đi ra cho bố. Bố nói An mất tích ư? Sao lại xảy ra chuyện vậy? Thật đấy. Còn phải ra ngoài tìm cô ấy. Ông Quang gật đầu. Tùy con. Thành liền nói. Hải đứng lại. Nếu em ra khỏi đây, em sẽ thua cuộc đấy. Em đã suy nghĩ chưa? Em suy nghĩ kỹ rồi. Giờ An mất tích sống chết còn chưa biết thế nào. Sao em có thể bình tĩnh ngồi đây được chứ? Em sẵn sàng đánh đổi tất cả ư? Em thử nghĩ xem có xứng đáng hay không? Hải gật đầu khẳng định. Xứng đáng. Hải đi thẳng ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người. Tôi tỉnh lại thấy mình nằm trong một căn phòng lạ. Tôi ngồi bật dậy thì thấy chị Ngọc ngồi ở ghế nhìn tôi cười. Tỉnh rồi ạ? Sao chị bắt cóc tôi tới đây? Mau thả tôi ra. Mọi chuyện còn chưa bắt đầu mà làm sao tôi có thể thả cô chứ? Rốt cuộc chị muốn cái gì? Tôi nói thẳng ra nhé. Thứ nhất, tôi muốn Hải phải hối hận khi chọn cô. Chắc giờ anh ta đang cuống lên đi tìm cô rồi. Anh ấy đã bỏ cuộc họp, bỏ cái ghế tổng rồi. Thứ hai, tôi muốn cô phải trả giá về tội cướp người yêu của tôi. Cả cô và Hải đều phải trả giá. Anh Hải đã bỏ tất cả vì tôi ư? Bao nhiêu tâm huyết và công sức của anh ấy. Không được, tôi phải tìm anh ấy. Tôi đứng dậy và cố chạy ra ngoài. Ngọc đuổi theo, túm tóc tôi lại. Này, mày đi đâu vậy? Đứng lại. Tôi hất tay chị ra. Tránh ra, chị nghĩ tôi sợ chị à? À, giỏi, giỏi thật. Chị Ngọc giơ tay tát tôi. Tôi né được và đánh thẳng vào mặt chị, khiến chị ngã rúi rụi. Tôi cảnh cáo chị, tốt nhất chị đừng có sử dụng mấy cái trò như thế này nữa. Tôi ra mở cửa đi ra ngoài, thì chị Ngọc bất ngờ cầm con dao đâm tôi từ phía sau. Này, mày chết đi. Tôi bị đâm xuyên qua cạnh sườn, máu tuôn ra. Tôi quay lại nhìn chị Ngọc. Tại sao chứ? Chị Ngọc sợ quá ngồi xuống đất lắp bắp. Tôi. Tôi rút con dao ra, bỏ sang một bên. Đau lắm, nhưng nghĩ tới Hải, tôi không thể gục ngã lúc này được. Tôi lấy tay bịt chặt vết đâm rồi đi ra ngoài. Tôi lảo đảo ra đường, máu chảy ướt hết áo. Tôi vẫn cắn răng chịu đựng bước đi. Nhìn thấy một chị đang đi trên đường, tôi lại gần và nói. Chị cho em xin một cuộc điện thoại được không? Làm ơn, em đang cần lắm. Ừ đây, nhìn em lạ thế, em bị đau ở đâu à? Em không sao. Tôi lấy điện thoại của chị bấm số của Hải. Alo, anh Hải, là em đây. Hải hét lên qua điện thoại. An, em đang ở đâu thế? Em có sao không? Em không sao. Em đang ở chỗ đứa bạn em. Anh quay lại cuộc họp đi. Em đang về gần khách sạn rồi. Trời ạ, em có sao không? Sao anh không gọi được cho em thế? Em đang ở đâu để anh qua đón? Em đi taxi về gần tới rồi. Anh nghe lời em, mau quay lại cuộc họp đi.
Anh qua đón em, chuyện khách sạn để tính sau. Thế bây giờ em nói anh cũng không nghe đúng không? Nếu anh không nghe, chúng ta chia tay đi. Ơ, em đừng nói vậy, anh sẽ nghe lời mà. Em không sao thật chứ? Em không sao mà. Nếu làm sao thì làm sao em có thể nói chuyện với anh như thế này được? Ừ, anh quay lại khách sạn đây. Em về nhanh nhé, anh chờ em. Dạ, tôi tắt máy và đưa cho chị. Cảm ơn. Này cô dì ơi, sao vừa nói chuyện điện thoại xong lại lăn đùng ra ngất thế? Này, này, cô dì ơi. Một tháng sau, tại bệnh viện, Hải đang giúp mẹ tôi thu dọn đồ để ra viện. Một tháng qua, tôi nằm viện, ngày anh tới khách sạn, tối về lại đây tìm tôi. Mình về thôi, bà Tổng. Anh kỳ thật, sao cứ gọi em như vậy? Mẹ tôi bênh Hải. Thế giờ Hải là Tổng rồi, con phải là bà Tổng. Đã cưới xin gì đâu mà mẹ nói thế chứ? Hải cười. Mọi thứ hai bên gia đình chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ em khỏe lại là tổ chức thôi. Nhưng em còn đang đi học mà, sao cưới được? Bố anh bảo cưới xong rồi học một thể luôn. Tôi thở dài. Cưới về lại con cái, sao mà học được chứ? Thế thì tốt quá, khỏi phải học. Cứ tới quản lý khách sạn cho anh đi, anh đỡ phải đi canh chừng em. Sao lại phải canh chừng? Mới đi học vài buổi đã có người dòm ngó rồi. Anh không canh để mất em à? Em chịu anh rồi đấy. Tôi hạnh phúc nắm tay anh, người đàn ông quyền lực của tôi. Sau đám cưới của tôi, Thành rút cổ phần ở khách sạn. Anh ấy ra nước ngoài định cư. Hải muốn giữ Thành ở khách sạn, nhưng anh từ chối. Anh nói anh cảm thấy áy náy vì những chuyện đã xảy ra. Anh cúi đầu xin lỗi tôi. Tôi và Hải tha thứ cho anh. Chúng tôi vẫn coi nhau là anh em trong nhà. Loan và Ngọc bị bắt giam. Sau khi được thả lại bị người của Hải dạy dỗ tới nơi tới chốn, đủ để Loan và Ngọc sợ khiếp vía. Loan an phận ở bên người chồng già của mình. Còn Ngọc, bố mẹ cô không muốn bị mang tiếng nên đưa cô sang nước ngoài. Ngọc cũng không có ý định về nước nữa. Thế là mọi chuyện đã qua. Tôi đang cố gắng học thật tốt để giúp cho chồng tôi quản lý khách sạn. Sáng chồng chở tôi đi học, chiều lại đón tôi về nhà. Mặc dù nhà tôi nghèo thật, so với nhà anh không môn đăng hộ đối, nhưng nhà anh chưa bao giờ nói nặng tôi một lời. Đặc biệt, bố chồng tôi, ông cũng công nhận và nể phục tôi vì tôi đã khiến Hải thay đổi từ một người chơi bời lêu lổng, phá tiền của, trở nên ngoan ngoãn, nghe lời, chịu khó làm ăn, thừa kế công việc gia đình. Từ khi tôi về làm dâu, ông không phải suốt ngày lo đi canh chừng con trai như trước. Ông rảnh hơn và có thời gian lo cho bản thân. Hiện tại, tôi bằng lòng với cuộc sống của mình. Không biết sau này thời gian có làm mọi thứ thay đổi hay không, nhưng hiện tại, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.